Xin chào tất cả các cô chú anh chị em. Và đây là một cái chương trình kỳ đặc biệt và cũng cực kỳ gọi là bất ngờ dành cho tất cả mọi người. Thực tế thì đây là một cái cơ hội mà tất cả chúng ta chỉ mong muốn làm sao để cho nhiều người Việt Nam hơn nữa sẽ tiếp cận đến cái cơ hội này. Và hôm nay trong cái chương trình ta ngày hôm nay có rất là nhiều khách mời rất là tuyệt vời. Người đầu tiên đó là chị Phan Tiết ở Việt Nam. Khách mời thứ hai đó là chị anh Michael ở London. Khách mời thứ ba đó là em Jen ở tại Úc Châu. Và khách mời thứ tư đó là em Mai Ngọc Đoàn ở bên một bà mẹ bỉm sữa ở bên Đài Loan. Khách mời thứ năm đó là em Hiển Nguyễn. Và khách mời cuối cùng đó là em Đức Steven. Chúng ta sẽ thấy được những cái câu chuyện của tất cả các nhân vật ở trong cái khách mời ngày hôm nay như thế nào nhé. Thầy trước hết xin chào tất cả mọi người và xin giới thiệu đầy đủ. Tên tôi thật sự là đầy đủ là Dương Văn Phi, hiện tại đang sinh sống ở London. Tôi biết được đến tập đoàn Kuru, tập đoàn New, và Kuru này khoảng đến một năm, mà trước đây tôi chỉ là đầu tư và tôi cũng biết. Thế mà mọi người chia sẻ thì tôi thấy cái này là rất là tuyệt vời đó, nhưng mà cũng chưa hiểu sâu, cũng không chú tâm học hỏi mấy. Cho nên bây giờ thì tôi càng ngày tôi càng nghe mọi người đi trước, anh chị đi trước như Lily rồi trước rồi Kiều Mỹ rồi anh Minh Hoàng rồi Danny ở Anh Quốc, Tâm Hoàng, mọi người chia sẻ tôi càng ngày đi sâu và thấy thì Guru rất là tuyệt vời, mọi tuyệt vời hơn cả tuyệt vời, ngay cả mình chỉ mình mơ mình nghĩ cũng chưa tới, đừng có nói mình thực hiện, đây là tuyệt vời. Nói ngài chủ tịch Andre của chúng ta là nói là siêu nhân vĩ đại, có thể rất là tuyệt vời, chúng không có thấy một cái gì gọi là mình lo lắng cái gì đó. Đến lúc này mình cảm thấy tuyệt đối là tin tưởng, và không có một cái ngành nghề gì á mà đầu tư mà vừa nhàn vừa sướng và nhiều tiền mà bỏ ít mà chắc ăn, mà nó cứ mãi mãi mà nó thích, càng nghĩ nó sẽ càng thấy là cái Guru này nó càng đẳng cấp cỡ nào, mà mình không phải làm cái gì, mình chỉ bỏ nó một tí tiền thôi, mình được tham gia vào một cái tập đoàn đẳng cấp nhất thế giới, mà nắm toàn những cái dự án lớn đẳng cấp, cho nên không có đối thủ cạnh tranh. Cho nên mới có một là tôi mới vào có hơn một năm thôi, nhưng mà nếu mà từ tháng 9 là lên sàn thì thật ra là quá tuyệt vời. Cái Guru quá tuyệt vời, lời không biết bao nhiêu lần nha. Tôi đã làm rất nhiều nghề, ngành nghề, như là hồi tôi đã sinh sống ở Anh Quốc gần 40 năm rồi, làm nhiều nghề lắm. Mới qua để làm khách sạn này, mở nhà hàng, mở xưởng may, buôn bán đủ trò, mà nghề gì cũng phải tốn rất là nhiều tiền để có một cái kinh doanh, cái gì phải tốn nhiều tiền. Nhưng mà nhiều khi có những nghề mình bỏ nhiều tiền nhưng mà cả năm mình chưa thu lại vốn được. Ngay cái kinh nghiệm, ngay cái tiền mail bây giờ Việt Nam, ở người Việt Nam ở bên Anh Quốc là đa số là mở tiệm móng chân móng tay, nó đầu tư vào một cái tiệm móng chân móng tay á là rất là nhiều tiền, cũng phải tính tiền Việt Nam khoảng bao nhiêu tỷ, nhưng mà cái chuyện mà vất vả và đau đầu thợ thuyền, mà nhiều khi phải mấy năm cả năm mới lấy lại vốn, mà trong khi đây chúng ta may mắn được vào New Pro, chúng ta chỉ bỏ 10 đô cũng có cơ hội chỉ một năm sau, vài năm sau là cũng hơn mở cái tiệm nèo rồi. Còn nếu muốn giàu nhanh thì cầm sổ đỏ chơi như hàng, chơi bạo một tí thì giàu rất là nhanh, mà chắc ăn vừa nhàn vừa sướng, nhiều tiền, an toàn nhất trong cái thời Covid này. Làm nèo rất là nguy hiểm, làm tóc rất nguy hiểm. Ngân hàng hiện tại ở Việt Nam thì không biết, nhưng mà ở Anh Quốc á, tôi khuyên quý vị nên là ngân hàng, bây giờ ngân hàng chính phủ cho mượn nhiều cái gói mà không có lời luôn, một năm mới phải trả lời. Thì trong chúng ta tháng 9 lên ngân hàng này, lên ta chỉ mua một ít gói mà tiền nhà nước thì cho mượn, không mượn lãi nữa, mạnh dạn. Đây là cơ hội, không có một không hai, quý vị phải nhanh tay lên. Chỉ còn có 3 tháng nữa thôi, mà bây giờ tạm thời không bị nên có bà con anh em gì chia sẻ hết đi, tạm thời hãy mở gấp một cái tài khoản chỉ có 10 đô la được học một cái khóa học đầu tư rất là tuyệt vời, và được
công ty được nhiều tặng cho 350 cổ phiếu chuẩn bị lên sàn. Tương lai chỉ trong một vài năm nữa, cái trị giá của cái rất là khủng, như tôi nghĩ là rất khủng ở bên này Việt Nam. Việt Nam cũng nhiều người biết rồi, nhưng mà Tây thì nó hỏi ai người ta cũng biết rồi. Nên là người Việt Nam chúng ta phải nhân cái cơ hội này để nhanh tay chia sẻ mạnh lên, không phải cho mình nữa mà cho bà con mọi người, người Việt Nam mình ở quê. Nhiều nơi cũng là việc người rất là nghèo, nhưng mà đây là cái cơ hội để thoát nghèo, là đầu tư rất là ít an toàn. Nên là không biết nói gì hơn, là Guru là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Chúc tất cả mọi người có duyên, đủ duyên để đến được cái cơ hội này. Nên là xin chúc tất cả những anh chị em nào đã sử dụng sở hữu Guru rồi, hãy vững niềm tin và hãy ăn mừng trước đi. Chắc chắn thì vài 3 tháng nữa là chúng ta có những cái phim tuyệt vời. Chúc mọi người buổi tối có một buổi tối vui vẻ nhá. Thì tôi chỉ biết nói vậy thôi. Còn là nhường lại cho cô Lily. Trước hết là rất cảm ơn Lily đã đưa cái mặt của Dương vào đây được chia sẻ và cho tôi được gửi cảm ơn tới cô Tâm Hoàng ở London, Tâm Hoàng và anh Minh Hoàng, Danny và mấy người anh chị em đi trước ở London đã chia sẻ với trong mình của Dương vào được vào tham gia vào cái dự án của New này, rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả những anh chị em đi trước. Xin chào thời gian lại cho mọi người nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh Michael rất là tuyệt vời. Mà em thấy là mấy ngày gần đây, thời gian gần đây là anh Michael chia sẻ một cách ngày đêm chia sẻ cho mọi người. Đó là cái điều em rất là trân trọng. Và anh Michael là là cái người mà trong cái team của anh Minh Hoàng, chị Tâm Hoàng và anh và chị Danny ở bên Anh Quốc. Và em rất là tự hào với tất cả các anh các chị bên Anh Quốc. Và bây giờ thì một người chị rất là tuyệt vời mà có cái giọng nói rất là dễ thương. Chị cũng đang làm MC trong các khóa đào tạo của tập đoàn của chúng ta, đó là chị Phan Tiết. Em xin mời chia sẻ của chị Phan Tiết ạ. Xin cảm ơn em ạ. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay mình xin dự được là cùng ngồi đây để chia sẻ cho tất cả là chúng ta hiểu về cái nỗi của một bản thân mình. Lời đầu tiên cho phép mình xin kính chúc tất cả anh chị và các bạn một buổi tối vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Mình xin phép được kể đôi nét về mình. Mình là Phan Thị Tuyết, đến từ huyện Hà Lăng, tỉnh Quảng Trị, nguyên là chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Hà Lăng, tỉnh Quảng Trị. Mình là đã về hưu mà nay cũng là theo kim tử đồ thì mình là nằm bên trái, là làm công ăn lương. Và hôm nay mình muốn tâm sự và chia sẻ cho tất cả chúng ta biết về cái cuộc đời của mỗi người. Mà riêng bản thân mình thì mình cảm thấy thế này. Ở cái đất Quảng Trị mình là một mảnh đất vô cùng khốc liệt, ảnh hưởng của chiến tranh. Và con người của Hải Lắc của chúng tôi cũng là rất mến khách và cũng giàu tình cảm, thật thà và thân thương. Từ đó mà mình cùng rất gắn kết là ở đây, bởi vì mình là quê hương Hà Tĩnh, nhưng mình vào đây làm như vậy là 30 năm, mình làm là nhà nước, do vậy là mình suy nghĩ rằng đất lành chim đầu, bởi cái chỗ đó mà mình gắn kết với quê hương và Hải Lăng. Từ cái chỗ mà mình làm công ăn lương thì các bạn biết rồi, trong đó thì đến giờ phút này mình đã về hưu. Lương của mình một tháng đạt 3 triệu. Mình cảm thấy là không đủ chi phí một lần nào. Mỗi một lần mà đau ốm thì cũng chẳng có tiền để mà chi phí. Và 3 triệu thì vừa đủ là ăn thôi, chưa đủ để đi đâu. Thì mình cũng có tham gia với là 3 công ty. Và 3 công ty đó là mình theo mình đúng, nhận xét đúng là mình kinh doanh mạng.
Cái mảng ở đây là mình có là bán sản phẩm về son phấn và có một số về thực phẩm chức năng. Thì mình đánh giá ở đây là một cái là cái sản phẩm đó là rất tốt. Các công ty đó là mình cho thấy là tốt lắm. Thật sự là như vậy. Nhưng mà mình cũng suy nghĩ rằng khi mình là mua một cái sản phẩm đó mình đi bán thì ai ai cũng bán cả. Thì như vậy mình không bán được và mình đành phải ôm hàng. Mà ôm hàng thì mình lại không có vốn. Và từ đó thì gia đình là vấp hoàn cảnh hết sức khó khăn. Vợ chồng thì cùng làm nhà nước hết. Và con thì cũng lớn lên rồi cũng làm nhà nước thì không đủ để chi phí. Và mình tham gia như vậy mình buồn chán vô cùng. Tuy rằng là sản phẩm họ tốt, công ty họ rất tốt, nhưng mà ngược lại là mình lại không bán được. Thì từ cái chỗ đó là mình vấp vào một cái ấy, là mình không đành phải ấy. Trong một cái này nữa là mình năm 2014 mình phải bán nhà đi. Mà khi bán nhà thì thật sự cái nỗi đau của hai vợ chồng làm 30 năm trời chẳng có một tí nào để dành dùng và cũng chẳng có tiền để mất, thật sự là không có tiền để mất, nhưng mà làm ăn chẳng ra gì thì từ cái chỗ đó là đành phải bán nhà để làm lại từ đầu. Và khi bán nhà các bạn có biết không, chồng khóc, vợ khóc, con khóc và không biết níu vào chỗ nào hết, bây giờ đi đâu. Và cảm thấy lúc đó mình từ động viên bản thân mình và gia đình mình: anh ơi, chúng ta hãy vững tay chèo để lái con thuyền vào bờ. Và lúc đó vào lúc đó thì mình có một cái là giống như một kỳ cơ duyên mà là thiên là đưa tới cho mình, là có một chị ấy là chị Trần Thị Kim Khánh ở Quảng Ninh. Cách 10 năm là gặp chị và chị em thường liên lạc với nhau. Thì lúc đó mình vợ chồng mình bán nhà không biết đi vào đâu, thì bỗng dưng là mình thấy là chị Khánh điền cho mình: em ơi, em hãy vào một kỳ tham gia một cái này tuyệt vời lắm. Thì mình bảo là cái gì thế, em không làm nữa đâu, em làm ba công ty mà bữa nay em không làm nữa. Thì lúc đó là chị nói em không làm thì thôi, chị thương em thì chị sẽ nói với em thế này, nhưng mà em không làm thôi. Thì chị nói thì bản thân mình cũng không tin. Và lúc đó chị Khánh một sự kiện là sinh nhật của tập đoàn 5 năm tại Ấn Độ. Thì lúc đó là chị Khánh đang còn live stream, chị Khánh này em tuyệt đấy. Và lúc đó chị theo dõi suốt một đêm và theo dõi từ khi mà chị nói đến bây giờ. Thì đến ngày đó là một ngày là mình cảm thấy là vô cùng phấn khởi. Mình thấy chị là chị đang còn đứng giữa cái nơi là Ấn Độ là có một hội trường 24 cộng và ăn nước mắm đấy. Mà mình lúc đó mình cảm thấy thương chị và mình theo dõi từ đầu đuôi. Và chồng mình nói em làm gì mà cả đêm vậy, làm gì vậy? Mà mình nói bảo này hay là em mà nhắn tin cho ai? Mà mình bảo này không, em còn theo dõi một tập đoàn lớn và em gái của mình ở Hà Tĩnh. Bạn ấy chị làm gì mà suốt cả đêm vậy? Nói gì không, chị đang còn tham gia một gọi là để học đấy, học và ông tặng một phần cho mình cho chị đấy. Rồi là em lại bảo đấy, thế sao em chị không nói với em biết rồi, răng mà là chị nói với em biết chưa? Rồi khi đó là chị đã đi thôi, chị sẽ nói với em sau. Và lúc đó thì chị Khánh về thì mình hưởng vô cùng tình. Mình tham gia một gói học Master 260 và mình được học nâng cao kiến thức tài chính. Và lúc đó mình nghĩ rằng tiêu sản là gì và tự do tài chính như thế nào và tự do thời gian là sao.
Trời ơi, 200 marathon 200 mới làm cho mình thức tỉnh dậy và mình giống như đấy là được trên trời rơi xuống, mình mừng vô cùng tận. Và lúc đó là các bạn và lúc đó các bạn biết không, mình quyết định đầu tư. Và đầu tư của mình lúc đó mình cũng, bởi vì giá đã bán nhà rồi, ấm rồi, cũng có gì hết, nhưng mình phải mạnh dạn để thay đổi cuộc đời, thật sự là như vậy. Và khi khi tham gia rồi thì trong người lưng lưng, không có gì cả, nhưng mà lưng lưng và mừng 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 cả ngày cả đêm. Và đi lại lại sao mà hôm nay giống như mình là lên được 1 cân 2 cân á, ổn ổn so gầy mòn, nhưng mà để chỉ lên 1 2 cân. Và xong lúc đó là em gái của mình cũng tham gia luôn, và từ đó là cái nhận hệ thống ở ngoài kia và nhận hệ thống ở Hải Lăng và ở ngoài kia là phải rực rỡ. Và mình vô cùng biết ơn chị Khánh, mình thương chị ấy vô cùng, một người chị mà tận tụy và lăn lộn từ ngoài kia vào đây để dạy cho chúng, để dạy cho chúng mình từ những cái là đầu tư, từ những cái học mà cái nhỏ nhất. Và các bạn biết không, một ngày mà được ống ngắn là đây tặng cho 200 mà đô để là tức toàn thế giới của chúng ta nâng cái đời sống kinh tế, những cái nhà nghèo thì giàu bền vững, mà nghèo thì cũng là nghèo là tăng thêm cái nguồn thu nhập trong vài 3 năm tới. Và năm không ngờ chúng mình đang làm từ thiện, tập đoàn của ông anh ở đấy khó tốt, ông ấy là quan tâm đến đời sống để là nâng cao đời sống chất lượng của tất cả mọi người Việt Nam, đặc biệt chị Cẩm Nhung đã đưa về, và anh Tô Ngọc Lộ. Thì như vậy chúng mình cũng, mình chỉ cần biết 2 ngày thôi, nhưng mà hàng trăm người tự nhiên đến nhà mình và xin lập cho mình là có nơi là lập cho chị, rồi em ơi lập cho chị, rồi là có nơi lập cho mẹ, rồi là chị ơi lập cho em. Như vậy là rầm rầm luôn, 2 ngày mà hai trong 2 ngày thôi mà gần tám người. Mà các bạn biết không, cái niềm tự hào đó thì rất vui sướng, nhưng mà cũng dập tắt mất. Bởi vì chỗ này khi kỳ cuộc sống của cái đất Quảng Trị cũng đã nhiều lần mà các công ty khác mọi người đã vấp phải, là mất mặt rất nhiều, quá nhiều đi. Thì từ cái chỗ đó là làm cho các chức năng cơ quan của chính quyền vào cuộc, lập chứng thư làm gì và làm vì sao như thế này. Lúc đó bọn mình lại lại vô cùng khó khăn. Thì từ cái chỗ đó mình cũng thẳng thắn nói với bà con nhân dân rằng chính quyền địa phương và những chức trách, có những tổ chức chức trách về là pháp lý, họ làm đúng chứ họ không làm sai đâu. Nếu chúng ta là một người là vi phạm pháp luật thì cũng không ai bảo vệ chúng ta, nhưng chúng ta là người đúng pháp luật thì họ vẫn bảo vệ chúng ta. Các chị cứ về đi, lúc đó không đó chúng tôi lập nợ và các chị về, và nhân dân cũng là xin chúc về cũng làm nợ. Mà tôi nói rằng, tôi khẳng định với các ông các bạn rằng, tôi nói cây ngay không bao giờ thời chết đứng, thật vàng chẳng quản chi lửa. Và nếu mọi người không tin tôi hoặc kỷ luật tôi thì để 2 năm sau, 3 năm sau rồi hãy kỷ luật, không ai làm gì được hết. Và từ đó tôi vô cùng cảm ơn anh trước, anh có về đây và anh thấy bạn vợ chồng, bản thân vợ chồng tôi và mấy người xung quanh đã tham gia vào cuộc, thì tham gia vào cuộc còn tham gia là níu á, tập đoàn níu á, thì họ ảnh hưởng rất nhiều, thì sự giảm ít thì rất nhiều. Từ đó đánh trước xây dựng chúng tôi một văn phòng ở Quảng Trị, và chúng tôi cũng là hoạt động, bởi vì được các sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Trị cho phép, chúng tôi lên trình với ủy ban và tỉnh công an và chúng tôi vẫn hoạt động đều đặn, nhưng mà cũng có giảm sút. Và hôm nay
tôi cảm thấy thế này, chúng tôi và gia đình chúng tôi và em chúng tôi và các bà con phố ở đây đi đúng hướng, đi đúng con đường. Thật sự là tập đoàn của New là tuyệt vời. Nói về lên những cái cảm xúc đặc biệt thì ngày là vinh danh ngày quốc tổ Việt Nam toàn cầu, khi bước vào văn phòng chính phủ chúng tôi nghiêm trang và tự hào và rực sáng lên trong trong lòng người. Khi chị Lý Đỗ khóc thì chúng tôi cũng khóc luôn, bởi vì hôm nay trả lời minh chứng cho những cái mà chúng tôi là đang làm đúng đó. Cho nên thì những ngày đó đã mất rồi, thì giờ phút này tôi cũng mong tất cả các anh các chị và các bạn đợt này có những là có món quà của ông anh ở đây tặng cho chúng ta là một tham gia vào câu lạc bộ VIP thì được tặng là 350 là cờ ru. Thì tất mong tất cả bà con anh em và toàn thì mọi người biết nắm bắt cơ hội này để chụp lấy thời cơ, còn chỉ còn ngày 14 tháng 7 này là hết hàng. Thì như vậy tôi cũng là lên đây tôi là live stream, thì tôi cũng mong tất cả là các bạn bè anh em trên toàn thế giới chúng ta cùng nhau xây dựng đưa đất nước Việt Nam chúng ta đi theo là làm thế nào nâng cao đời sống kinh tế ngày càng vững mạnh và đoàn kết thống nhất để cùng tập đoàn New chúng ta đi lên. Tôi xin hết ạ. Cảm ơn chia sẻ của chị Tuyết rất là tuyệt vời, và thật sự là khi nghe chị chia sẻ thì em Phương Ly lại muốn bật khóc rất là nhiều, cái xúc động từ cái câu chuyện của chị. Và trong cái câu chuyện của chị chúng ta thấy rằng là có hai cái rất là nổi bật, đúng không ạ? Cái thứ nhất là khi mà chị phải bán nhà thì chị mới biết rằng là sau bao nhiêu thời gian chị làm việc, chị không có một cái khoản tiền tiết kiệm nào hết, đúng không ạ? Đó là một cái mà chúng ta nắm bắt cái đầu tiên trong cái câu chuyện chia sẻ của chị. Và cái thứ hai đó là chị mong muốn chúng ta là hãy nắm bắt cái cơ hội khi mà chúng ta vào câu lạc bộ VIP để chúng ta được nhận 350 điểm CRU. Và cái điểm CRU đấy là cái gì mà tại sao anh Michael bên anh lại nói tuyệt vời như vậy, tự tin như vậy. Rồi đến chị Tiếp nữa, chúng ta đang mong muốn chia sẻ đến mọi người thì bây giờ đó là chị Phương Ly sẽ nhường lời cho em Jen Nguyễn tới từ Australia. Hiện tại em cũng đang là nhà đào tạo của New Việt Nam. Hơn thế nữa thì em cũng đang là phó chủ tịch của chương trình đối tác cộng đồng New. Và chị xin mời em Jen hãy chia sẻ cho tất cả các cô chú anh chị em, những ai đang theo dõi chương trình của chúng ta, hiểu rõ về cái điểm CRU là cái gì, mà tại sao chúng ta ở đây ai cũng khẳng định, ai cũng tự tin và luôn muốn trao cái cơ hội đến mọi người, và chúng ta chỉ mong muốn mọi người nắm bắt nó. Chị xin mời em Jen, và em Jen hãy giới thiệu về bản thân mình một chút xíu ha. Xin chào tất cả nhà đầu tư. Cô bác anh chị em, cảm ơn chị Lily Đỗ đã giới thiệu về em nhé. Xin phép cho Jen gửi lời chào đến tất cả anh chị em hiện đang xem live stream. Chúc cho anh chị em có một buổi tối và an lạc và hạnh phúc. Rất là vui được ngồi chung lại ở dưới đây với lại tất cả các anh chị em từ mọi miền đất nước để nói lên những cái cảm nghĩ, nói lên những cái gì mà trong thời gian qua mà chúng ta đã đầu tư. Xin cho Jen thật nhiều dấu cộng vào để Jen có cái động lực để Jen truyền cảm hứng cho anh chị em. Cho những ai đó đang không có một cái niềm tin trong cuộc sống, đang thất vọng về tương lai của mình, không biết đi về đâu, không biết cuộc đời mình trong tương lai sẽ như thế nào, Jen biết các bạn nghĩ gì. Trên hiểu, trên thấu hiểu được cuộc sống của người Việt Nam chúng ta. Bởi vì Jen
sinh ra trong gia đình rất là nghèo khổ, nên Gen hiểu được cái giá trị sống. Và Gen muốn anh chị em hãy vào cái live stream này để Gen truyền cái cảm hứng, để một cái động lực lớn. Và từ cái live stream này, anh chị em sẽ tìm ra được cái mục đích để sống, cái mục tiêu để phấn đấu, để thực hiện cái giấc mơ mình nó thành sự thật. Giấc mơ có thành sự thật hay không á, là lệ thuộc rất lớn vào những cái hành động mà anh chị làm hôm nay. Và những gì Jin muốn chia sẻ sắp tới đây á, là từ cái tâm của Jin. Jin không có ý là kêu gọi anh chị em đầu tư. Jin muốn mở ra cho anh chị em có một cái tầm nhìn. Tầm nhìn và cái tư duy thay đổi, cái tư duy để trở thành những người giàu có, chứ không phải suốt ngày chúng ta chỉ có cơm áo gạo tiền, đúng không ạ? Thì cho Gen nhiều giao cộng vào. Xin cảm ơn anh chị em. Khi mà còn người ta sống trong cái khổ á, người ta mới biết được cái giá trị. Người ta càng khổ á, trong cái tâm người ta muốn bứt phá ra để mà tìm nó rất là khó. Bởi vì Gen là người sống trong cái cảnh khổ mà. Sinh ra trong một cái gia đình rất là nghèo, cơm mà nhiều lúc còn không có ăn, bữa ăn bữa ngon no mà bị hàng xóm khinh thường, bị bà con khinh rẻ, cũng nhờ những cái đó mà Gen quyết tâm và thề không bao giờ để cho mình nghèo. Anh chị em, Gen biết được những ai đi live stream này cũng có những cái hoàn cảnh giống như Gen, cũng khóc nhiều lắm, khóc hết nước mắt, bởi vì không có ai giúp đỡ mình hết. Nhưng anh chị em à, cũng cảm ơn vì không ai giúp đỡ mình mà mình có một cái nghị lực để mà mình vươn lên. Anh chị em đừng bỏ cuộc. Bởi vì chúng ta bỏ cuộc á, chúng ta cứ than trách á, thì chẳng có ai giúp cho chúng ta đâu, ngoại trừ chúng ta. Phải có một niềm tin cuộc sống và tìm cho mình cơ hội. Con người ta sinh ra và lớn lên á, nhiều khi á, đến chết không có một cơ hội nào. Rất là khó để tìm cho mình một cơ hội. Khi mà có cơ hội, anh chị em hãy bám vào nó đi. Biết đâu những cái cơ hội này có thể thay đổi cả cuộc đời anh chị em. Thay vì ngồi đó rồi than trách, các bạn lùi một bước thì có người tiến hai bước. Chúng ta đứng ở chỗ đó không có ai lo kéo chúng ta đi được đâu, ngoại trừ chính anh chị em. Cũng vì cái khổ đó đó mà Gen quyết tâm, Gen làm những cái chuyện mà không thể tưởng tượng được. Và Gen cũng muốn anh chị em thì xem cái live stream này và cùng nhau quyết tâm thay đổi cuộc đời. Nếu Gen làm được thì chắc chắn anh chị em sẽ làm được. Khi mà con người ta khao khát để đổi đời á, muốn bứt phá ra, có một cái quyết tâm thì chắc chắn là sẽ làm được. Và Gen cũng may mắn đã tìm được, trong thời gian mà Gen được đi qua bên Úc này, nó cũng rất là khó khăn. Mà khi mà Gen đã quyết tâm để mà thay đổi cuộc đời, Gen làm việc ngày đêm, làm như một cái máy vậy đó để có tiền. Bởi vì chỉ có tiền chúng ta mới có thể làm được. Và Gen cũng bắt đầu từ con số 0, cũng giống như anh chị em thôi. Khi quyết tâm thì sẽ làm được. Đến mãi đến 2019, Gen mới được một người bạn chia sẻ cơ hội.
Trước đó thì Gen là một nhà đầu tư bất động sản. Đấy, được mà là nhà đầu tư bất động sản để sở hữu nhiều bất động sản ở nước Úc này thì không phải dễ dàng anh chị em ạ. Nước mắt trải lờ và té rất là nhiều lần. Cũng nhờ đó mà mình được học được nhiều bài học. Anh chị em đừng có sợ té ngã. Anh chị em càng té đau á, anh chị em càng thấm. Đừng sợ mắt. Hãy tìm cho mình cơ hội. Cũng nhờ những cái té đau đó, cũng cảm ơn đó mà làm cho trong cái con người của Gen nó mạnh mẽ lắm. Không có gì mà không thể được hết. Và Gen đã tìm được cơ hội. Và Gen chụp lấy cơ hội Crow. Trong thời gian mà Gen tìm hiểu á, trong vòng thời gian tìm hiểu á, Gen tìm những cái mấu chốt. Gen không có đi theo đám đông. Gen không có nghe bất cứ ai nói. Nếu như chúng ta chạy theo đám đông á, chúng ta chạy theo mà chúng ta không có biết chúng ta đang chạy gì đâu á, và chúng ta không có biết điểm nào là điểm dừng. Để cuộc đời của chúng ta nó cuốn hút như thế á, chúng ta không có điểm để mà chúng ta dừng. Và Gen đã tìm hiểu. Thứ nhất là Gen tìm hiểu về pháp lý. Gen cũng đã nói rất là nhiều ở trong cái live stream mà từng rồi, chủ nhật từng rồi, tại sao mà Gen đầu tư vào nó, về cái tính pháp lý á, tại vì nó rất là quan trọng để mình biết được là công ty làm ăn có đàng hoàng hay không, có phải là công ty chuẩn để cho chúng ta đầu tư hay không. Chúng ta đã biết được là cái tính pháp lý của tập đoàn là một trong những công ty mà thật sự Gen cảm thấy là rất là hài lòng. Bởi vì chúng ta biết là khi mà Gen vào những cái cộng đồng của nước tư bản, không có dễ mà để cho nước tư bản đầu tư vào Crow đâu anh chị em. Nhất là thị trường Mỹ. Mà anh chị em có biết mà những ai mà tham gia về tài chính thì anh chị em có biết là thị trường Mỹ rất là khó vào. Có những cái công ty thật sự rất là nổi tiếng mà không thể vào được thị trường Mỹ. Mà anh chị em có biết là Crow của chúng ta là hiện tại là đứng doanh số là thị trường Mỹ là đứng thứ hai trên thế giới. Anh chị em có thấy cái tính minh bạch đến như thế không? Mà vô được thị trường Mỹ là chúng ta sẽ thắng lớn lắm. Dựa vào như đó cũng không đủ để mà thuyết phục cho Gen để mà Gen đầu tư vào đâu. Nên nhiều nhìn nhờ những cái yếu tố khác nhau về những cái hệ sinh thái của ông. Mà hiện tại bây giờ chúng ta biết được cái hệ sinh thái nó chưa đi vào hoạt động hết tất cả. Với sự ảnh hưởng hiện tại bây giờ là cái nền kinh tế nó đi suy xuống, suy sụp. Và cũng nhờ những cái ảnh hưởng nền kinh tế như thế, cái ông chủ tập đoàn, ông Andre của chúng ta đã nhìn ra được cơ hội. Cũng vì thế mà ông đã cho ra đời cái trồng Crow này. Với 22 hệ sinh thái của ông đã trải đường cho chúng ta đi. Và ông dùng cái tài sản của ông, cái tài sản của ông và tài sản của tập đoàn, và ông đã đem đi bảo chứng mới ra được cái số cổ phần của chúng ta có được. Bởi vì tại sao mà Gen rất là tâm huyết cái dự án này? Bởi vì nó sẽ là đi theo cái hình thức SEO. Anh chị em nào không hiểu về hình thức SEO á, anh chị em có thể vào trong Google và chúng ta có thể tra được, và chúng ta có thể biết được SEO là gì. SEO nó có nghĩa là tiếng Anh là Security Token Offering, có nghĩa là tài sản của tập đoàn đem đi bảo chứng dưới sự chịu pháp lý của ràng buộc chặt chẽ, thì có nghĩa là cái nhà đầu tư sẽ tránh đi cái việc là mất tiền. Còn hầu như là tất cả những cái dự án hiện nay mà từ trước đến giờ mà Gen biết đó, nó theo hình thức là ICO. Mà ICO khi mà nó huy động vốn, anh chị em có biết đó, là 99% là lừa đảo. Nó huy động vốn khi nếu như mà nó không thành công thì cơ hội chúng ta mất tiền trắng, mất hết. Còn như SEO là chịu của pháp lý, thì anh chị em cứ nghĩ đi, như cái người dân Úc ở đây Gen tiếp xúc, mà Gen cũng không có thể ngờ cái thị trường Úc quá lớn đi,
người dân Úc người ta thật sự nha, nên nói họ rất là kỹ tính, không có dám mà bỏ ra số tiền cho họ đầu tư đâu. Để mà được, để cho họ đầu tư cũng là trầm ai. Những con số và những cái tính pháp lý nó thuyết phục được đất nước tư bản như là Mỹ và Úc thì chúng ta rất là an tâm để chúng ta đi. Cái hệ sinh thái của chúng ta nó đang dần đi vào hoạt động. Riêng về cái mỏ vàng thì chúng ta biết rồi, chúng ta có 3 mỏ vàng. Mà hiện tại giờ cái nền kinh tế nó đang như thế này, cái giá vàng lên, mới đọc qua vào 2 bữa rồi, giá vàng nó lên càng lên nữa, thì có nghĩa là cái giá trị mà của cái đồng cờ rô của chúng ta nó tăng tăng. Về tính pháp lý thì chúng ta không có thể nào mà từ chối được rồi. Về nền tảng thì nó quá tuyệt vời. Anh chị em nhìn lại, ví dụ tất cả những cái hệ sinh thái mà chúng ta đang đầu tư, lỡ như có một hệ sinh thái nào nó không phát triển thì những cái hệ sinh thái khác vẫn phát triển thì không ảnh hưởng gì. Đó là lý do mà tại sao mà Gen bỏ tiền vào Gen đầu tư. Và hiện tại bây giờ chúng ta biết là cái blockchain của chúng ta nó đã hoàn thiện và dần dần nền móng chúng ta đã có, và hiện tại nó đã kết nối với cái ví. Chúng ta đã thấy cái tiến trình mà phát triển bây giờ nó đang là tập đoàn đang ngày đêm làm để cho hoàn thành cái sứ mệnh. Bởi vì ông Andre có một cái sứ mệnh và cái mục tiêu muốn tiến tới là cải tiến nền kinh tế thế giới. Khi chúng ta tham gia vào một cái dự án nào đó mà mục tiêu có một cái sứ mệnh và có mục tiêu, chúng ta đi rất là chuẩn. Nó giúp cho mục tiêu và sứ mệnh cho cộng đồng, cái gì mà liên quan đến lợi ích cho cộng đồng thì cái dự án nó càng ngày càng phát triển. Giống như Facebook khi ra đời nó đem lại lợi ích rất là nhiều cho cộng đồng để mà liên hệ với nhau và giao kết với nhau rất là tuyệt vời. Cũng như gì cái lợi ích mà về cộng đồng thì Facebook nó là bất di bất diệt, bây giờ vẫn phát triển cho dù có gì đó nó vẫn phát triển. Còn cái đồng Cru của chúng ta, sứ mệnh sẽ là cải tiến nền kinh tế thế giới để cứu giúp cho 15% dân số trên toàn cầu, là cái sứ mệnh mà mục tiêu ông muốn tiến tới, thì ít nhất là có một tên trên 1 tỷ người sẽ được cứu. Và ước vọng của ông á là muốn ít nhất là 1 triệu người sẽ trở thành triệu phú trong thời gian sắp tới đây. Trong thời gian sắp tới đây sẽ có nhiều tin rất là tuyệt vời của tập đoàn. Và ngày 11 tây tháng 9 này thì chúng ta sẽ nghe nhiều thông tin rất là tuyệt vời từ những cái buổi họp kín và sẽ thông báo. Và anh chị Bim có biết là hiện tại tập đoàn đã cho chúng ta được cơ hội để sở hữu. Chúng ta chỉ cần nạp $10 vào VIP là chúng ta được có một cái tài khoản, và tài khoản đó là một cái chìa khóa để mở ra cánh cửa. Và hiện tại bây giờ 350 Cru nó không có đáng bao nhiêu, nhưng Gen tin chắc là nó là một cái khối tài sản khổng lồ trong vài năm tới cho một cái gia đình nghèo nào đó, sẽ cứu giúp cho gia đình nghèo đó. Anh chị em hãy tận dụng vào nó, bởi vì từ 1 tây tháng 7 đến ngày 14 tây tháng 7 này là không còn cơ hội nữa rồi. Và qua bắt đầu tới tháng 8, 1 tây tháng 8 nó sẽ chuyển giai đoạn. Và khi mà chuyển giai đoạn rồi á, anh chị em có biết là cái số lượng Cru sẽ giảm đi hơn 30-40%. Chúng ta đã thấy cơ hội chúng ta dần dần khép kín lại. Lúc trước chúng ta mua được tất cả các gói lớn lên đến cả $100,000.
đến bây giờ kiếm không có nữa rồi, 10.000 đô là hết. Và chúng ta biết được là cơ hội nó càng ngày càng khép kín lại. Và ông đã nói là đến tháng 9 này chúng ta cũng không còn cơ hội để chúng ta có sở hữu nữa rồi. Với những cái hệ sinh thái bao bọc như thế, riêng về cái đá bazan là một cái công nghệ sẽ thay thế về công nghệ sắt là nguyên vật liệu nhẹ, thì đó là dùng để công nghệ nguyên vật liệu thông minh. Anh chị em có biết là sau này người ta vận dụng vào vỏ bọc xe hơi nè, về máy bay nè, thì nó là sẽ đem về cái một cái lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn. Bởi vì người ta mới nói là CIU là tổng hợp tinh hoa của tất cả cái IPO. Và anh chị em có biết là chúng ta có tới, không phải là tới 22 dự án mà chúng ta có tới 71 danh mục nhỏ lẻ nữa. Mà hiện tại bây giờ tập đoàn đang tập trung vào. Và anh chị em có biết mà khi mà chúng ta sở hữu Cru, tại sao mà Gen cứ khuyên anh chị em phải tập trung vào có nhiều Cru là tại sao? Thứ nhất, nó khi mà cái đồng UNTP ra đời á, cái đồng UNTP này sẽ là rất là hiếm trên thị trường. Nó sẽ đem ra, nó nhỏ giọt ở ngoài thị trường, không có nhiều đâu anh chị em. Và nó sẽ làm cho mục đích là sẽ đẩy giá giữa cung và cầu. Cung nhiều quá mà cầu ít quá. Với cái nền tảng mà của blockchain mà hiện đại phù hợp với xu thế như thế, thì chắc chắn nhiều cá mập sẽ nhảy vào. Chúng ta chỉ cần sở hữu Cru thì chúng ta sẽ có được UNTP. Và anh chị em phải nhớ một điều, ngay cả cái đồng Ripple là nó chỉ đơn thuần là một cái đồng điện tử, mà mỗi ngày nó giao dịch là 1 tỷ. Thế chúng ta có rất là nhiều hệ sinh thái. Chúng ta có blockchain riêng. Ngay cả đồng Ripple còn phải dựa vào nền tảng blockchain nữa, chứ đâu phải là nó có blockchain riêng đâu. Anh chị em thử nghĩ, sau này chúng ta có cổ tức, có lợi tức, chúng ta có cổ tức. Và không những co chúng ta có những cái cổ tức đó, mà những cái giao dịch, thí dụ như tập đoàn giao dịch được 1 tỷ đô la mỗi ngày, chúng ta được phần trăm của tỷ đô la đó, thì chúng ta được có rất là nhiều. Và anh chị em có biết là đáng lẽ là chúng ta cũng không có được cái hoa hồng khách hàng, và chúng ta không có được như những gì mà được đâu, nhưng mà ông Andrei đã cho chúng ta rất là nhiều. Anh chị em tập trung vào, muốn có được tương lai, Cru là một cơ hội mà không phải là chỉ cho người Việt, tại vì ở bên Úc này, em biết những người Úc bây giờ họ xôn xao lắm, họ hạnh phúc ghê lắm, mà không dễ cho họ đầu tư mà họ rất là hạnh phúc. Thị trường Mỹ cũng vậy, cơ hội rất là lớn, đừng bỏ qua. Anh chị em nào muốn tìm hiểu về tính pháp lý chặt chẽ hơn, anh chị em có vào trong cái Facebook của Gen, Gen Nguyễn, để hiểu. Nếu anh chị em không hiểu, anh chị em phải tìm hiểu cho được, và hãy bám víu vào nó. Trong tương lai không gần, không xa đâu, chắc chắn cộng đồng của chúng ta sẽ trở nên thịnh vượng và rất là giàu có. Gen cũng hy vọng qua cái live stream này, anh chị em hiểu được cái giá trị hiện tại mà chúng ta có, và tìm cách. Còn vài ngày nữa thôi là chúng ta không còn cơ hội để mà mua được, nạp vào 10 đô để mà chúng ta được cái số cổ phần lớn như thế. Hãy tận dụng. Từ cái giai đoạn 1 đến bây giờ, Gen không hề nào nghĩ được là
cái số cổ phần từ 4.9 cái gói 8.000 đô mà xuống đến bây giờ là 125.000 đô và sắp tới đây còn 100.000 cổ phần. Trên không thể ngờ là trên nghĩ là lúc mà giai đoạn 1, giai đoạn 2 trên nhìn xuống cái giai đoạn 8 thì nói không bao giờ bán hết được bởi vì còn ít quá. Nhưng trên không ngờ bây giờ tập đoàn đã thông báo đến tháng 8 này thì số lượng cổ phần nó sẽ giảm đi nữa. Anh chị em hãy chia sẻ để cho mọi người, nhất là những người nghèo, được có cơ hội bám víu vào nó, chắc chắn trong tương lai anh chị em, chị em sẽ mỉm cười. Bởi vì Mila đã nói trong cái webinar vừa qua và có một cái lời khuyên rất là chân thành, cái số 350 crore này nó sẽ tăng lên hàng chục đến hàng trăm lần trong thời gian sắp tới rất là ngắn, khi mà tập đoàn thông báo ngừng bán cổ phần. Và tháng 8 sau đây chúng ta sẽ thấy giá của đồng cờ rô của chúng ta sẽ bay rất là cao. Xin chúc mừng cho những ai sở hữu và hãy tiếp tục giữ niềm tin. Xin cảm ơn Jen, xin nhường lại lời lại cho chị Lily để chị Lily có thể tiếp tục tạo động lực và truyền cảm hứng cho tất cả anh chị em. Xin cảm ơn cả nhà. Cảm ơn em Jen. Cảm ơn Jen thật là nhiều. Thật sự là chị cũng đã khóc khi mà nghe Jen nói chuyện về cái cuộc sống của Jen trước đây và cái thay đổi của Jen như thế nào. Và chị thích nhất đó là Jen nói rằng là chỉ có chúng ta cảm ơn tất cả những cái người mà đã không giúp đỡ chúng ta, đã làm cho chúng ta kiên cường và mạnh mẽ như bây giờ. Và chúng ta đã có Jen của ngày hôm nay, đúng không ạ? Jen là một người rất là tuyệt vời. Và chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ được nghe cái câu chuyện của Jen rất là nhiều nữa. Và hiện tại thì em Jen cũng giống như chị Cẩm Nhung và Lily, cùng một số anh chị, anh Trương Xuân Thủy cũng sẽ đang làm cái công việc giúp cho ban dự án Ngày Việt Nam Quốc tổ toàn cầu. Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đoàn kết để chúng ta đoàn kết thế giới lại với nhau, đặc biệt là đoàn kết tất cả những người Việt Nam trên khắp thế giới. Chúng ta cùng hướng về Tổ quốc, chúng ta cùng hướng về cội nguồn và chúng ta cùng nhau xây dựng và giữ gìn cộng với nâng cao cái vị thế và phẩm hạnh Việt Nam trên toàn thế giới. Đó là điều mà Phương Ly cảm thấy rất là hạnh phúc trong những cái gì mà chúng ta đã đạt được trong cái lễ vinh danh vừa rồi. Nhưng không phải bây giờ là Phương Ly nói về cái vấn đề đó, mà hôm nay khi mà Jen nói về cái 350 điểm CRU đó, thì đây là một cái món quà vô cùng giá trị. Thật sự nếu như mà chúng ta không nắm bắt nó thì chắc chắn rằng là sau này chúng ta sẽ cực kỳ hối tiếc. Và chính vì điều này hôm nay thì hôm qua Phương Ly có chị ở bên Nhật Bản, chị nói với Phương Ly là em ơi, hiện tại bây giờ là đang bọn chị đang cố gắng kêu gọi để từ thiện cho các trẻ em ở trên miền cao đó, ở trên Lạng Sơn, ở trong cái xã rất là nghèo, để giúp cho các em bé được đến trường có cái mũ, có cái áo, có đôi giày để đi. Nhưng Phương Ly thì đang có một cái gợi ý nhỏ. Phương Ly mong muốn rằng là tất cả các anh chị em trong tập đoàn New của chúng ta hãy cùng nhau cái hảo tâm của mình, mỗi một người có thể 10 unit, 20 unit nhắn cho Phương Ly, để sau này nếu chúng ta có thể làm được rất là nhiều món quà và cho các em đó, tất cả những em bé trong những cái gia đình khó khăn đó sẽ có một cái quỹ học trong tương lai. Và Phương Ly hôm nay cũng đã nói về cái vấn đề đó với một anh là công an, về cái vấn đề là Phương Ly muốn tặng cái quỹ cho các em trong tương lai, bởi vì chắc chắn Phương Ly chỉ cần nhấn mạnh một điều rằng là giống như Jen nói, đến tháng 8 này là chúng ta sẽ chuyển một cái giai đoạn mới, và riêng cái 350 cái điểm cổ phần đó nó đã có giá trị hơn 100 đô rồi, và sau một thời gian ngắn nữa thôi nó sẽ tăng có thể là hàng trăm, hàng nghìn lần, và chúng ta còn không thể thấy được rằng là cái sự tăng trưởng của chúng ta nó như thế nào đâu. Và cái lời nhắn nhủ của Phương Ly là gì ạ? Tất cả các anh chị em đã đồng hành cùng Phương Ly rất là nhiều công việc từ xưa đến bây giờ. Rất là nhiều các anh chị em đã biết Phương Ly từ trước đến bây giờ. Các anh chị em hãy cố gắng, dù các anh chị em có làm những cái công việc chia sẻ cái sứ mệnh của mình với của New hay không, nhưng cái đầu tiên đó là Phương Ly mong muốn các anh chị em đừng có bỏ lỡ cái cơ hội 350 điểm CRU này. Vừa xong câu chuyện của Jen đã cho chúng ta một cái tầm nhìn rất là lớn.
Nhưng bên cạnh đó chúng ta còn thấy được rằng là Phương Ly khẳng định một điều rằng là tập đoàn của chúng ta chỉ có phát triển ngày càng hùng mạnh hơn, mà thậm chí nó còn phát triển hơn cả những gì mà Phương Ly nghĩ. Nếu như các anh chị đang xem live stream của Phương Ly cũng giống như của tất cả các anh chị em new ở đây thì đồng ý với Phương Ly là nó phát triển hơn cả chúng ta tưởng tượng, thì hãy cho Phương Ly thật nhiều dấu cộng vào trong cái comment của mình để Phương Ly sẽ tiếp tục nói về cái sự khẳng định của mình. Và sau đây thì sau khi mà Phương Ly nói về cái sự khẳng định của mình, Phương Ly sẽ mời một cái nhân vật rất là tuyệt vời nữa sẽ chia sẻ cho chúng ta. Chúng ta nếu như chúng ta tham gia từ những cái ngày đầu tiên của chương trình Crypto Unit mà em Gen đã nói, chúng ta theo cái STO đúng không ạ, mà STO có nghĩa là chúng ta được bảo chứng bởi chính cái tài sản của chúng ta và phải có sự ràng buộc bởi pháp lý rõ ràng thì chúng ta mới được STO. Và điều này là cái điều mà tất cả chúng ta, những cái người mà lúc đó chúng ta còn chưa nhìn thấy những cái bức tranh nó quá đẹp như bây giờ đâu, chúng ta đã tin tưởng về điều đó và chúng ta đã biết được là đây là cái cơ hội chúng ta phải nắm bắt. Nhưng bây giờ thì sao? Mặc dù bây giờ chúng ta thấy đây là cái thời điểm gì ạ? Khủng hoảng tài chính kinh tế thế giới, nhưng kinh tế của New thì sao ạ? Tăng trưởng một cách cực kỳ khủng khiếp. Đó là lý do tại sao? Lý do là vì CEO của chúng ta, người thầy của chúng ta là một thiên tài, ông là một vị thánh, các cô chú anh chị em ạ. Ông đã rút kinh nghiệm được ở rất là nhiều những cái cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế. Bởi vậy tất cả những cái dự án của chúng ta là những cái dự án có cái sự bền vững, có cái sự mạnh mẽ và không lo lắng trong bất kỳ một cái cuộc khủng hoảng nào hết. Chúng ta hãy nghiên cứu giá vàng ngày hôm nay, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta biết được là bắt đầu khi mà chúng ta cho ra mắt cái chương trình Crypto Unit vào cuối tháng 3 năm 2019, tài sản của chúng ta lúc đó là bao nhiêu ạ? Hơn 13 triệu đô la, đúng không ạ? Còn bây giờ thì sao? Đến cuối tháng 3 năm 2020 chúng ta có hơn 300 triệu đô la, nhưng từ cuối tháng 3 đến bây giờ bao nhiêu ạ? Chúng ta đã có hơn 400 triệu đô la rồi. Vốn hóa chúng ta tăng khủng khiếp chưa ạ? Trong cái thời điểm mà biết bao nhiêu những cái tập đoàn bị điêu đứng như thế này, nhưng chúng ta đứng vững, chúng ta phát triển và chúng ta còn mạnh mẽ hơn nữa. Đó là niềm tin cực kỳ lớn và Phương Ly chúc mừng tất cả các cô chú anh chị em đã có niềm tin từ những cái ngày ban đầu. Nhưng cái vấn đề chúng ta sở hữu những cái điểm CRU đó nó chỉ là một trong ba cái giường cột giá trị cực kỳ của New mà thôi. Bên cạnh đó chúng ta còn có rất là nhiều những cái giường cột cực kỳ vĩ đại mà chúng ta sẽ có thêm kiến thức, chúng ta sẽ có thêm thu nhập ngay từ bây giờ nếu các cô chú anh chị em tham gia vào học hỏi. Và nếu như chúng ta chỉ cần đăng ký vào câu lạc bộ VIP thôi, với 10 đô la thôi, từ giờ đến ngày 14 tháng 7, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ nhận được cái món quà đó là 350 điểm CRU. Đó chính là 350 điểm cổ phần cực kỳ giá trị và nó sẽ tăng trưởng theo thời gian và càng ngày càng tăng trưởng. Đó chính là lý do tại sao Phương Ly mong muốn rằng là Phương Ly sẽ cùng với tất cả các cô chú anh chị em, với những cái tấm lòng hảo tâm, sẽ giúp cho các em bé trong những cái gia đình khó khăn được có cái đó Phương Ly gọi là quỹ, để các anh chị, các bạn đó, các em đó lớn lên sẽ có được cái quỹ để chúng ta có thể được học cái điều kiện học tốt hơn. Nhưng bây giờ thì Phương Ly chỉ mong muốn rằng một điều rằng là còn chúng ta thì sao? Chúng ta hãy đăng ký vào thành viên của New Free. Nhưng khi mà chúng ta tham gia vào VIP từ bây giờ cho đến ngày 14 tháng 7, chúng ta sẽ được tặng một cái món quà vô cùng giá trị bên cạnh 350 điểm CRU cổ phần đó. Đó chính là chúng ta được học miễn phí những cái kiến thức vô cùng tuyệt vời, những cái kiến thức vô cùng giá trị mà có thể từ trước đến giờ chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đã biết rồi, nhưng thực tế chúng ta chưa biết. Phương Ly cũng vậy. Phương Ly cũng chỉ cách đây 5 năm Phương Ly mới có kỷ luật về tài chính. Nhưng quay trở lại với câu chuyện của chị Phan Tuyết. Chị Phan Tuyết có nói nào nhỉ? Chị có nói rằng là đến lúc mà chị phải bán nhà, chị mới biết là ôi tại sao mình vẫn chưa có những cái khoản tiền tiết kiệm, mình vẫn chưa có cái khoản tiền cho rủi ro. Đó chính là chúng ta chưa có đủ kiến thức. Ngày Zoom hôm qua thì có một chị, đó là người nhà của anh Báo Lương, và Phương Ly cũng chúc mừng chị là đã được người chia sẻ cho chị cơ hội này. Chị cũng là làm người kinh doanh truyền thống, và khi mà bạn Huế Như hỏi chị về cái thu nhập thì chị nói là chị đủ ăn mà thôi. Và như vậy còn chị có tiền khoản tiền nhàn rỗi không? Làm gì có. Và đó chính là cái vấn đề là chúng ta đã đang làm sai. Kiếm tiền đã khó rồi, nhưng mà chúng ta sử dụng tiền và tiêu tiền còn khó hơn.
Và nếu như mà chúng ta không chỉ là chúng ta nhận được 350 điểm CERU đó đâu, nhưng chúng ta sẽ còn học được những kiến thức vô cùng giá trị bên cạnh đó. Kể cả các anh chị không cần sở hữu gì thêm nữa, các anh chị chỉ cần vào VIP trong cái tháng này đến ngày 14 tháng 7 thôi, các anh chị chỉ cứ sở hữu 350 điểm CERU cho Phương Ly. Nếu các anh chị không muốn học hỏi, các anh chị chỉ cần học những cái kiến thức các anh chị áp dụng ở ngay thực tế thôi. Còn các anh chị thích đầu tư hay không nữa không quan trọng, tập đoàn không có ép buộc tất cả các anh chị phải đầu tư gì hết. Và một cái điều tuyệt vời đó chính là nếu như các anh chị tham gia học vào thứ ba, thứ năm hàng tuần và thậm chí cả thứ bảy với tập đoàn nữa, nhưng thứ bảy tuần tới thì sẽ là học kín nên các anh chị sẽ không được tham gia thôi. Còn các anh chị hãy sau đó các anh chị sẽ thứ ba, thứ năm hàng tuần các anh chị được tham gia này, và thứ bảy các anh chị cũng được tham gia cuộc họp tổng kết của tập đoàn. Và Phương Ly khẳng định một điều rằng là chúng ta hãy tận dụng ngay cái cơ hội này, đừng có bỏ lỡ. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi thì chúng ta sẽ thấy được rằng là tại sao cái niềm tin của Phương Ly cũng giống như tất cả các anh chị ở đây. Phương Ly khẳng định Gen làm không hết việc, Phương Ly làm không hết việc, chị Tuyết cũng vậy, tất cả mọi người đây cũng vậy. Nhưng để dành cái cơ hội, tạo cái cơ hội cho các anh chị em sở hữu 350 điểm CERU này thôi, tất cả mọi người đây cũng không có được cái gì hết. Nhưng đó chính là cái niềm hạnh phúc và niềm vui, đó chính là các anh chị đã đang nắm giữ những cái điều cực kỳ giá trị và tuyệt vời cho các anh chị và cho gia đình đó. Còn bây giờ thì để nói về các khóa học như thế nào thì Phương Ly xin mời một cái bạn trẻ, cực kỳ trẻ, bạn đang là bà mẹ bỉm sữa ở bên Đài Loan. Em là em Mai, và chị xin mời em Mai vào chia sẻ tiếp tục tới tất cả các anh chị, các cô chú. Được không em? Em Mai hiện tại là em vừa mới sinh cháu và bên Đài Loan cũng đang là buổi tối. Hy vọng là cháu sẽ ngủ thật ngon để cho mẹ có thể chia sẻ và gửi gắm cái mong muốn của mình đến nhiều người. Chị xin mời em Mai ha. Chị mời em Mai. Mai mở mic ra ha. Được chưa chị? Chị có nghe thấy gì không? Nghe rất rõ em. Vâng, em xin chào chị Phương Ly và chào tất cả các anh chị trong Zoom ngày hôm nay. Em xin giới thiệu, em là Mai và đang... em đang sinh sống tại Đài Loan. Và hiện tại em đang là một bà mẹ bỉm sữa toàn thời gian. Và em biết đến cơ hội với tập đoàn New này cũng mới chỉ được 2 tháng. Đó là do chị Phương Ly giới thiệu cho em. Lúc đó chị nhắn tin cho em và bảo em là chị có cái cơ hội này tốt lắm, em có nên em nên đầu tư. Và trong đầu em lúc đó là cái hai cái từ đầu tư nó thật sự là chưa bao giờ xuất hiện trên đầu trong đầu. Bởi vì em nghĩ hai từ đầu tư nó cần rất là nhiều tiền. Và cũng không nghĩ là người không có tiền và người có tiền cũng có thể là tham gia cái cơ hội này được. Và em đã từ chối chị và em lấy lý do là em có biết gì về cái lĩnh vực này đâu. Nhưng ngày tháng cứ trôi qua thì chị cứ nhắn tin và cứ mỗi lần live stream hoặc là có Zoom thì chị lại mời em vào. Em cũng không đọc tin nhắn của chị. Và cho đến một ngày thì chị live stream thì em cũng nghĩ là thôi mình vào xem chị nói cái gì mà chị quảng cáo hay như vậy. Và thì lúc đó thì em vào xem và em vẫn nhớ mãi cái câu của chị là mọi người chúng ta không có nhiều tiền nhưng nếu mà mỗi ngày để ra được $1 tiền nhàn rỗi thì chúng ta nên đầu tư vào cơ hội này. Thật sự cơ hội này có một trong hai, có một không hai ở trên đời này. Và lúc đó em nghĩ nếu mà mình có tiền nhàn rỗi thì nên đầu tư. Và chỉ với 250.000, em nghĩ là nếu mà bị lừa thì em chấp nhận. Tại vì chỉ có chính mình trải nghiệm thì mình mới rút ra được những bài học cho chính bản thân mình. Và em đã nhắn tin cho chị Phương Nghi là bài học hôm nay chị chia sẻ rất là hay và rất là năng động.
Và chị đã nhắn tin và gọi điện lại cho em và đã giúp em tham gia vào tập đoàn New. Và em mới tham gia được 2 tháng, nhưng em cảm thấy là trong tập đoàn New, đối với tất cả các tập đoàn khác, không có, đó là mình vừa có thể tham gia được đồng sở hữu cổ phần của công ty, và mình có thể học được những kiến thức mà bên ngoài phải dùng tiền mới có thể mua được. Em là một người luôn khao khát và luôn tìm kiếm cơ hội có thể thay đổi cuộc sống của mình. Cho nên em có tham gia một số khóa học, nhưng mà mình mất tiền tham gia, nhưng mà cái mình nhận lại được thì thực sự là mình không hài lòng, và mà mình cũng không nhận được cái gì. Và thật sự là cái cơ hội này thật sự là em cảm thấy thật sự là có 1 không 2 thật. Em chia sẻ với tất cả mọi người, nhưng mọi người cũng như em lúc ban đầu là chỉ sợ lừa thôi. Và em thật sự là muốn, nếu mà tất cả mọi người, bạn bè và người thân của em xem cái chương trình ngày hôm nay thì hãy cho mình một cơ hội, có thể là sau này cái 250.000 thật sự là không đáng bao nhiêu, nhưng sau này chúng ta có thể có được một khoản cho gia đình mình. Thật sự là em rất biết ơn chị Phương Ly đã chia sẻ cơ hội này đối với cho em. Và cảm ơn chị, cảm ơn em Mai ha. Em Mai rất là xúc động. Thật sự đây là lần đầu tiên em tham gia những chương trình như thế này, cho nên là em cũng không biết là nên nói những gì và cảm thấy là hơi bị run. Em cứ nói bằng chính cái tấm lòng của mình, như vậy thì mọi người cảm nhận được cái tình cảm của em ở trong đó. Và tại sao mà chị lại kiên trì với em như vậy? Thực sự thì có rất là nhiều các anh chị mà Phương Ly đã chia sẻ cái cơ hội này. Phương Ly cũng, mặc dù Phương Ly chia sẻ cho rất nhiều các anh chị rất là nghèo khổ, thậm chí kể cả các anh chị mà lao động ở bên đảo Ship đó, thì hiện tại bây giờ là đang có 2 chị ở bên đảo Ship rất là may mắn đã được sở hữu những cái điểm CRU. Nói đến đây thì Phương Ly nghẹn ngào lắm, bởi vì là tại sao mà Phương Ly lại cứ hay thích đi chia sẻ với những cái người họ đang làm việc rất là nghèo khó, thậm chí gia đình của họ cũng rất là khó khăn, họ phải bỏ gia đình, bỏ con ở nhà đi lao động ở nước ngoài, đi làm thuê, đi làm công, nhưng mà cuối cùng cuộc đời của họ thì họ vẫn chỉ là cái người làm việc cho gia đình của họ, và đến cuối đời họ vẫn phải làm việc để trả nợ cho cái nhà họ muốn xây cho con, cho cái gì họ muốn xây dựng cho con của họ. Rất là may mắn thì có chị Tuyết ở bên bên đảo Ship, và bây giờ có chị Ngọc Ánh, chị đã biết đến cái cơ hội này, và Phương Ly chúc mừng 2 chị. Phương Ly tin tưởng rằng là chính nhờ cái cơ hội này, sau này các con của chị sẽ được mở mang hơn, và tương lai gia đình của chị cũng sẽ không phải đi ra nước ngoài làm thuê nữa, và chị có thể ở tại Việt Nam, và chị có thể được huy hoàng với chính mình, với gia đình của mình. Em Mai cũng vậy. Chị Phương Ly rất là thương Mai. Mai cũng là cái người làm việc với Phương Ly cũng rất là nhiều công việc. Hai chị em rất là quý mến nhau. Từ cái ban đầu khi mà Phương Ly chia sẻ cho Mai, Mai không đọc tin nhắn đâu, sợ đầu tư, mà đầu tư sợ tốn tiền này, đầu tư chắc phải nhiều tiền lắm, làm sao mà cái người đi lao động như Mai có thể là đầu tư được. Nhưng mà khi Phương Ly nói về các giá trị khóa học, thì đầu tiên thì lúc đó là rất may mắn là Mai nói với chị Phương Ly là em đang học một khóa học phát triển bản thân và một số khóa học rất là nhiều mà Mai cũng chỉ chờ cái lúc nó giảm giá để Mai mua, nhưng mà thực sự nó cũng tương đối số tiền đó. Nhưng mà mặc dù như vậy, cái kiến thức mà Mai học được cũng không có thực tế cho lắm, từ trên cao bay bổng gì đó, nhưng mà cái mà Mai nhận được Mai cũng chưa được hài lòng. Nhưng nếu chỉ với 10 đô la vào VIP thôi, chúng ta lại được học cái kiến thức vô cùng giá trị mà chúng ta áp dụng ngay vào cuộc sống của chúng ta. Đó là Phương Ly khẳng định về điều đó. Và chúng ta chỉ cần kỷ luật với cái điều đó, với 1 đô một ngày thôi cũng được, các cô chú anh chị em ạ. Và chúng ta kỷ luật trong vòng 10 năm như vậy, Phương Ly tin tưởng một điều là sau 10 năm, sau 20 năm, sau 30 năm, cái bức tranh về tài chính của chúng ta sẽ cực kỳ rõ ràng, nhưng với điều kiện chúng ta phải kỷ luật với nó. Và để kỷ luật như thế nào, Phương Ly xin mời tất cả các cô chú anh chị em hãy tham gia vào các khóa học miễn phí free vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Chúng ta sẽ được học bằng tiếng Việt Nam.
và chúng ta sẽ hiểu được giá trị của tập đoàn của chúng ta, và đó nó chỉ là những cái kiến thức gọi là cơ bản nhất thôi. Còn trong cái tập đoàn của chúng ta có mênh mông những cái kiến thức vô cùng giá trị. Mà nếu như chúng ta học từ bắt đầu sơ cấp này, tiểu học này, trung cấp này, cao đẳng này và đại học này, thì lúc đó chúng ta đã trở thành một cái người doanh nhân, và chúng ta sẽ trở thành trong một triệu người sẽ trở thành tỷ phú và triệu phú trên thế giới. Sắp tới đây thôi, đó chính là cái chìa khóa mà chủ tịch đưa ra cho chúng ta, cái kiến thức vô cùng giá trị. Bây giờ các anh chị thử tưởng tượng xem, nếu các anh chị đi lái xe mà các anh chị không học luật giao thông, các anh chị không có học cách lái xe, các anh chị tự nhiên các anh chị lên ngồi một chiếc xe, thì bố mẹ các anh chị có dám cho các anh chị đi xe đó ra ngoài đường không? Có thể các anh chị sẽ gây ra tai nạn không chỉ cho bản thân mình mà cho nhiều người. Chúng ta phải học kiến thức, và kiến thức về tài chính cũng vậy. Tài chính chúng ta đừng nghĩ là nó lớn lao, nó cao cả đâu. Đầu tiên đó là cách mà chúng ta kỷ luật với cái khoản thu và chi của mình. Nếu chúng ta học được cái quy luật đó thì chúng ta mới có thể điều khiển được nó, đúng không ạ? Chúng ta có muốn điều khiển được tài chính của chúng ta hay không? Cho Vương Ly giáo cộng vào trong cái mục bình luận của mình. Nếu chúng ta muốn điều khiển cái tài chính của chúng ta để sau này cả cuộc đời chúng ta không phải làm nô lệ cho tài chính đó nữa, thì chúng ta hãy cho Vương Ly giáo cộng vào mục chat và hãy đón nhận cái cơ hội mà chủ tịch của chúng ta, người thầy vĩ đại của chúng ta trao cho chúng ta ngay bây giờ. Còn cơ hội gì nữa? Chúng ta không chỉ có những cái dự án quá là tuyệt vời, mà dự án tăng tài sản quá lớn trong những cái tháng gần đây, mà chúng ta chuẩn bị sẽ còn ra mắt cả cái UGEN, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ còn có rất là nhiều những cái điều tuyệt vời. Chúng ta cũng chuẩn bị ra mắt blockchain rồi, chúng ta đã có ví riêng rồi. Và theo cái lộ trình là tới tháng 9 này chúng ta sẽ lên SCO. Và khi mà chúng ta đã lên SCO rồi thì lúc đó chúng ta sẽ không có cái cơ hội được sở hữu những cái điểm CRU như bây giờ. Mặc dù cái vấn đề kiến thức vô cùng quan trọng, nhưng mà cái món quà mà thầy tặng cho chúng ta đó chính là những cái điểm cổ phần. Phương Ly muốn khẳng định với tất cả mọi người rằng là các anh chị có thể, từ ban đầu khi mà Phương Ly chia sẻ với các anh chị có thể phủ định cái cơ hội này. Phương Ly không buồn đâu, bởi vì tại sao? Phương Ly chỉ buồn cho các anh chị thôi. Nhưng bây giờ các anh chị hãy cố gắng, hãy tìm hiểu lại cái cơ hội này và đừng bỏ lỡ cái cơ hội này. Tất cả những cái gì mà Phương Ly đang làm đó chính là chỉ chứng tỏ cái sự kiên trì và cái niềm tin của mình rất là lớn để dành cho tất cả các anh chị. Có rất là nhiều người rất là gần gũi với Phương Ly, có rất là nhiều người làm việc với Phương Ly rất là nhiều lĩnh vực, nhưng họ vẫn chưa hiểu. Nhưng mà Phương Ly chỉ cảm thấy tiếc cho họ thôi. Và cái nỗ lực của Phương Ly, trong tâm của Phương Ly, lúc nào Phương Ly vẫn phải khẳng định một điều rằng là Phương Ly sẽ phải làm cho họ, giúp cho họ sở hữu được cái điểm CRU này. Với cái niềm tin cực kỳ mãnh liệt, và Phương Ly luôn luôn lặp đi lặp lại nhắn tin cho họ, giống như em Loan, giống như em Mai đây. Em Mai gần như là gần một năm trời chị Phương Ly nhắn tin cho Mai để lúc Mai có thể sở hữu được những cái điểm CRU đó. Và bây giờ Mai đã được tiếp cận với những cái khóa học quá tuyệt vời và giá trị như vậy. Và Phương Ly tin tưởng một điều rằng là con trai của Mai sau này sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và thậm không phải là đến lúc mà con trai của Mai đâu, mà đến cuộc sống của em Mai từ bây giờ sẽ bước sang một cái trang mới. Và Phương Ly cũng tin tưởng là Mai ở đây và tất cả các anh chị em, những ai mà đã sở hữu điểm CRU, chúng ta chưa chia sẻ với ai, đó là chúng ta đang có lỗi đó. Chúng ta hãy hành động đi, chúng ta hãy thực hiện cái sứ mệnh của tập đoàn chúng ta đi. Chúng ta đừng có giữ cho bản thân chúng ta thôi. Mà thậm chí có những anh chị đã sở hữu rất là nhiều rồi nhưng vẫn chưa có hiểu, chưa có muốn chia sẻ cơ hội đến ai đó. Chưa gì mà chúng ta chỉ cần chia sẻ, họ chỉ còn dỗ chúng ta một giám đức lạnh là chúng ta sợ liền à. Nhưng nếu chúng ta có niềm tin giống như Phương Ly, niềm tin giống như Gen, giống chị Tuyết, tất cả mọi người ở đây, thì chắc chắn chúng ta không có nói là bị dội cái ngọn nước lạnh đâu. Và khi đó chúng ta sẽ phải mạnh mẽ hơn. Chúng ta phải tự tin trong đầu là anh chị bây giờ nghĩ như thế thôi, chúng ta có thể nghĩ trong lòng như thế, nhưng em tin tưởng rằng là em sẽ giúp cho anh chị hiểu về cơ hội này và nắm bắt cái cơ hội này. Chúng ta phải tin tưởng như vậy, bởi vì cơ hội chúng ta nó sẵn quá tuyệt vời mà. Nhưng bây giờ thì Phương Ly sẽ không nói nhiều về cái vấn đề câu chuyện của Phương Ly nữa. Phương Ly, một cái khách mời cực kỳ đặc biệt ngày hôm nay ở đây, Phương Ly tin tưởng là em có thể chia sẻ được. Em hiện tại đang ở ngoài đường, nhưng mà chị Phương Ly rất mong muốn là em có thể vào chia sẻ với mọi người nhá. Chị xin mời em Đức Steven. Em biết cái cơ hội này cũng mới thôi, nhưng mà em là một người rất là tuyệt vời, rất là giỏi về công nghệ, và em sẽ phân tích cho chúng ta ngoài những cái dự án cực kỳ vĩ đại như thể là chuỗi nhà hàng Sushi Master này, như thể là vàng này, khai thác ba mỏ vàng này, giao dịch vàng này, tất cả vấn đề điện ảnh này, mà chúng ta thấy điện ảnh quá là cực kỳ giá trị, thì Phương Ly sẽ chia sẻ sâu hơn về phần sau. Bây giờ thì chị xin mời em Đức có thể chia sẻ tới tất cả các cô chú anh chị
những cái điều tuyệt vời, cực kỳ đẳng cấp mà chúng ta đang có, để cho mọi người có thể hiểu hơn một chút xíu. Tất nhiên các cô chú anh chị em ạ, hãy nghe livestream thật nhiều, hãy tham gia webinar thật nhiều. Càng xem, càng nghe, càng học, chúng ta sẽ lại càng cảm nhận được những cái điều vô cùng giá trị. Bản thân Phương Ly cũng vậy thôi, Phương Ly cũng đã tham gia tập đoàn New được gần 2 năm rồi. Nhưng mà phải nói thật một điều rằng là cho đến tháng 3 năm nay, Phương Ly mới nhận được những cái giá trị mà Phương Ly cảm thấy rằng là bây giờ Phương Ly sẽ hy sinh cống hiến vì cái giá trị đó. Và bây giờ thì chị xin mời em Đức. Em Đức sẽ chia sẻ cho tất cả các cô chú anh chị em. Chị xin mời em. Tuyệt vời quá, em đã ở nhà rồi. Xin chào tất cả các anh chị. Xin chào toàn thể các anh chị em đang có mặt tại buổi livestream ngày hôm nay. Và rất hân hạnh và vinh dự cho em hôm nay được tham dự cùng một buổi livestream của chị Phương Ly. Và cũng được lắng nghe rất nhiều những cái thông tin. Thì hiện nay thì em sẽ chỉ nói sơ qua một vài cái ý chính liên quan đến cái phần nó hơi khác biệt một chút về mặt năng lượng ạ. Và cảm ơn những cái năng lượng hết sức là tuyệt vời của các chị đã chia sẻ trong những phút vừa qua. Thì như các anh chị đã biết là từ tháng 3 năm 2020 thì chúng ta bước sang một cái giai đoạn mới, một cái giai đoạn chuyển hóa của toàn thế giới, không chỉ riêng tập đoàn. Đó là chúng ta đã phải đối diện với lại cả một cái dịch rất lớn, đó là dịch đại dịch COVID-19. Và ở đó thì tất cả các doanh nghiệp cũng như là tất cả cái xu thế của thế giới nó chuyển sang một cái giai đoạn mới, đó là một cái giai đoạn kinh tế số. Và nhưng tất cả mọi thứ thì đã được dự đoán từ trước, và tập đoàn New của chúng ta đã có những cái chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho cái việc này. Thứ nhất là chúng ta cũng đã xây dựng một cái blockchain riêng. Thì như các anh chị đã biết là chúng ta muốn có một cái blockchain riêng ấy, thì từ trước đến nay, nghĩa là từ năm 2008 đến nay, thì chỉ có một vài các cái đơn vị có được cái blockchain riêng. Trong đó là có chúng ta. Đúng không ạ? Và cái blockchain riêng này thì chúng ta, nó cho phép chúng ta làm những cái gì ạ? Đúng không ạ? Thì ngoài 32 dự án đầu tư mà chúng ta đang triển khai, trong đó những cái hạng mục siêu lợi nhuận như là khai thác vàng, khai thác kim cương và khai thác ba gian và một số các loại kim loại, chế tác kim loại. Thì như anh chị biết là trong thời gian vừa qua thì cái vàng và một số cái hạng mục đó cho chúng ta một cái lợi nhuận tăng lên lượng vốn hóa siêu khủng khiếp. Chỉ trong 3 tháng mà chúng ta đã tăng lên, bất chấp cái dịch COVID diễn ra hết sức phức tạp ngoài kia, thì chúng ta vẫn tăng lên với tỷ lệ tăng là 55 triệu đô sau 3 tháng đi vào vận hành. Thì cái blockchain ra đời đó là một cái nền móng hết sức vững chắc, giống như là chúng ta đang xây một cái nền móng cho một cái nền kinh tế số hay là cho một cái vận hành sau này. Và tất cả mọi thứ đang diễn ra hết sức khẩn trương và cực kỳ nghiêm túc. Chúng ta đã đạt được rất nhiều những cái thành quả rất là lớn trong 3 tháng vừa qua. Các anh chị nghĩ rằng 3 tháng nó lâu, nó là một thời gian rất lâu. Nhưng mà so với lại mặt công nghệ, có nghĩa là chuyển giao mặt công nghệ, chuyển giao theo xu thế thế giới và chuyển giao theo những cái hạn mức mà liên quan đến kỹ thuật và công nghệ, thì 3 tháng nó là một cái thời gian rất là ngắn. Và chúng ta đang tăng tốc trên tất cả các mặt trận, từ mặt trận về các dự án chính hệ sinh thái của chúng ta, từ blockchain của chúng ta, từ sàn, từ ví, để cho chúng ta bước đến một cái tháng 9. Chào đón một cái tháng 9 mà đúng theo tiến độ thì chúng ta sẽ lên sàn STO. Đó là một cái thông tin hết sức tuyệt vời. Còn tất cả những thông tin mà STO ra sao thì chắc là trong các buổi livestream trước hoặc là gì thì cũng đã trao đổi rồi. Cái blockchain là một cái nền móng hết sức vững chắc, ở đó cho phép chúng ta phát triển hàng loạt các dự án, các hệ sinh thái dựa trên cái blockchain đó. Chúng ta cảm tưởng như là cái blockchain nó là như là một cái nền móng và chúng ta đã có bản vẽ rồi. Bây giờ thì chúng ta đang xây dựng tất cả mọi thứ ở trên cái nền móng đó, và blockchain của chúng ta thì đã cho phép chúng ta làm được điều đó, đúng không ạ? Gần đây nhất là chúng ta ví của chúng ta đã ra đời. Thì rất nhiều anh chị không hiểu cái blockchain nó là cái gì, thì ở trong các livestream của em cũng đã nói về blockchain. Em chỉ nói blockchain nó là một cái hệ sinh thái nữa ngoài 32 cái dự án kia mà nó liên quan đến cái lượng mà chúng ta đang chuyển đổi nó về cái dạng số. Ở đó thì có
đưa tất cả hệ thống lên của chúng ta lên blockchain, từ cái đồng CRU này, từ cái đồng USDU này, từ đồng UNTP, đúng không ạ? Và cho phép chúng ta những lựa chọn mà giao dịch trong một khoảng thời gian rất là ngắn, tạo cho chúng ta gọi một môi trường mà có thể là giao hợp tích hợp mà thanh toán thanh khoản được trên toàn thế giới. Và như anh chị đã biết là cái xu thế đó là cái xu thế của thế giới, bởi vì chúng ta là bây giờ trong cái môi trường này thì chúng ta các cái giao dịch truyền thống hay là các cái giao dịch mà liên quan đến vận chuyển chuyển đổi ở trong từ quốc gia này quốc gia kia, nếu chúng ta không áp dụng vào blockchain, nếu chúng ta không áp dụng các đồng tiền kỹ thuật số giống như là USDTB hay USDU của chúng ta, hoặc đồng CRU đưa lên blockchain, thì nó sẽ bị hạn chế ở một cái mức xác định, nghĩa là nó sẽ không còn được như ngày xưa nữa, đúng không ạ? Bởi vì là cái xu thế bây giờ đã khác rồi. Đó, thì như các anh chị đã biết là cái lượng vốn hóa chúng ta tăng từ 405 triệu đô, đúng không ạ? Từ tháng 3 đến 460 triệu đô trong cái đợt báo cáo tài chính gần nhất. Và tất cả mọi thứ từ blockchain, từ các cái hạng mục mà liên quan đến vốn hóa, đến các dự án, đến các lợi nhuận từ các dự án, tất cả đều được tập đoàn báo cáo tài chính một cách hết sức minh bạch và rõ ràng hàng tháng. Thì các anh chị có thể là nếu như các anh chị muốn biết cái thông tin đó thì các anh chị hãy cập nhật thông tin bằng trong cái trang web, nghĩa là trong những cái buổi webinar mà mang tính chất là chính thống của tập đoàn, hay là các anh chị hãy cập nhật cái thông tin từ những leader lớn và những người nắm bắt được những cái thông tin về sự phát triển trong cái lộ trình của công ty, như là các chị Cẩm Nhung, như là chị Lily Đỗ, hay là một số các chị em khác, chị Kiều Mỹ, anh Huỳnh Trước đó, thì các anh chị đó có những thông tin đó là những thông tin chính thống, và chúng ta phải tin tưởng hay tự tin vào những cái lựa chọn của mình, đúng không ạ? Nếu như chúng ta muốn biết thông tin, chúng ta muốn tìm hiểu về một cái dự án nào đấy, thì chúng ta hãy tìm những cái thông tin chính thống nhất và có những cái kết quả mà rõ ràng nhất chứng minh cho ta những cái điều mà chúng ta đang làm, đúng không ạ? Đó, đó là một số cái thông tin. Thì tới đây một số các cái ứng dụng mà cho phép chúng ta là nhân cao về số lượng cộng đồng, mà tăng cái lượng cộng đồng của chúng ta lớn hơn để đảm bảo cho chúng ta một cái cộng đồng mà New Crew hùng mạnh. Thì cũng một số các công nghệ đã được giới thiệu, và trong đó thì có data mining, digital double, và mới hôm nay đây mới được nghe chia sẻ về cái Ugen. Thì tất cả những cái thông tin đó sẽ được tổng hợp và trao đổi với tất cả các anh chị trong một cái buổi gần nhất trong tuần sau, từ 14 tháng 7 đến 20 tháng 7. Để chốt lại một điều là gì? Chúng ta ngài Andrei và tập đoàn cũng như tất cả các anh chị em leader đang hết sức khẩn trương và nghiêm túc đi theo một cái lộ trình đúng theo xu thế phát triển của thế giới, đúng theo sự phát triển của toàn bộ tất cả những cái thông tin mà thế giới đang hướng đến. Sau khi mà nên là tất cả, dù rằng chúng ta đang gặp, nghĩa là dù rằng các đất nước hiện tại đang gặp khó khăn, các ngoài kia rất nhiều các dự án phải phá sản, rồi là giải thể, cũng như là cắt bớt giảm nhân sự, thì tập đoàn của chúng ta báo cáo tài chính vẫn tăng trưởng một cách rất là lớn. Điều đó tạo lên chúng ta một niềm tin rằng là cái đồng CRU mà chúng ta sở hữu ấy, nó không chỉ đơn thuần nó là một cái mã token chứng khoán, mà đó là một cái khối lượng tài sản cực kỳ lớn mà sẽ phát triển về lâu về dài cho chúng ta bây giờ và con cái và thế hệ tương lai của chúng ta ngày mai sau. Chúng ta chỉ cần bỏ ra một chút thời gian ạ, đúng không ạ? Chúng ta nghiên cứu ạ, chúng ta nghe, chúng ta đi tham gia những cái buổi webinar. Ở đó có những cái thông tin mang tính chất chính thống được các anh chị leader cũng như là các anh em new là truyền lại. Và đó là những cái thông tin quý giá mà chúng ta phải sở hữu và nắm bắt ngay. Chúng ta không nên đi theo một cái thông tin mà nó mang tính chất là số đông khác. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là đã có những cái thống kê, đúng không ạ, là nếu như mà tỷ lệ những người lắng nghe để nghe, để nghĩa là chú tâm để thành công ấy, thì tỷ lệ thành công chỉ có 10% trong số
trong số cái số người lắng nghe thôi. Đó. Còn những người không nghe thì chắc chắn là không có được cái thông tin này, đúng không ạ? Những người đã nghe thì chỉ 10% thành công, có nghĩa là 90% số còn lại là bước ra khỏi cái cơ hội để đón nhận sự thành công đó. Nên ở đây thì chúng ta, nếu chúng ta đã biết đến, thì chúng ta hãy bỏ một chút thời gian tìm hiểu, học tập và nâng cao, ít nhất là nâng cao cái kiến thức của bản thân mình, nâng cao tầm hiểu biết của mình. Đúng không? Chúng ta có thể không tham gia đầu tư, nhưng chúng ta cũng sẽ học được rất nhiều các kiến thức mà từ tập đoàn, cũng như là từ các cái kinh nghiệm. Có những anh chị ở trong tập đoàn, có những anh chị leader trong tập đoàn có những kinh nghiệm hàng 10-20 năm về những cái kiến thức, những kinh nghiệm về chia sẻ, về những cái gọi là hết sức tâm huyết về cái con đường mình đã đi qua, con đường mình đã trải qua để có được ngày hôm nay. Thì chúng ta đấy cũng là một cái kinh nghiệm mà rất là lớn để mà chúng ta nhìn nhận, chúng ta học hỏi được những cái điều mà chúng ta cảm thấy là nó có ích cho chúng ta, nâng tầm cho chúng ta trước mắt là thế, đúng không ạ? Và thứ hai là chúng ta tận dụng cái cơ hội mà mọi người đã đưa ra để chúng ta sở hữu cho mình cái lượng tài sản. Chúng ta nghĩ là nó nhỏ bé đấy. Những cái gì khi lúc đầu chúng ta tưởng chừng nó là miễn phí thì chúng ta lại coi thường nó. Nhưng khi mà chúng trở lên có giá trị rồi thì chúng ta lại không thể nào có cơ hội để có nó nữa. Đấy, nên chúng ta phải hết sức mà cân nhắc. Một lần nữa xin cảm ơn em, thì có một số chia sẻ nhỏ một chút thế. Còn đâu là các anh chị mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể là inbox rất tất cả các anh chị em leader ở trong cái đội ngũ của New, thì các anh chị đều có những người có kiến thức rất tốt, những người có những cái nền tảng và kinh nghiệm rất lớn trong cái hạng mục này, trong cái môi trường này và trong cái xu thế hiện nay. Thì một nữa xin cảm ơn chị Linh Ni và cảm ơn tất cả anh chị em đã tham gia cái buổi Zoom và xem trong Facebook ngày hôm nay. Xin gặp lại các anh chị em. Cảm ơn chia sẻ của tất cả chúng ta, chia sẻ của chị Tuyết cũng là một cái câu chuyện rất là hay, chia sẻ của em Jen cũng là một cái câu chuyện mà đầy xúc động, rồi đến chia sẻ của em Mai rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và trong này chúng ta còn có hai một khách mời nữa, toàn là khách mời bất ngờ thôi, thì chị Phương Ly hoặc là em Phương Ly, xin mời anh Hiển Nguyễn, anh có thể chia sẻ cái câu chuyện của mình tới tất cả các cô chú anh chị em đang theo dõi cái livestream này ở đây. Em mời anh Hiển ạ. Hello anh Hiển. Không biết là chỗ anh Hiển có cái tín hiệu gì anh hay Hiền. Không? Anh Hiển. Anh Hiển ạ. Dạ vâng ạ, em mời anh Hiển ạ. Thì chắc là chỗ bên chỗ anh Hiển là hơi bị sóng, hơi bị yếu ha. Thì thực tế thì cái cơ hội CRU này của chúng ta ấy là chúng ta cực kỳ may mắn. Chúng ta biết nó từ ngày hôm nay hoặc là ngày mai hoặc ngày kia, bất kỳ ai nghe tới về CRU thì các anh chị hãy lắng đọng lại một chút, hãy nghiên cứu nó và hãy nắm bắt nó. Chúng ta đừng bỏ lỡ, thời gian trôi đi nó không có quay trở lại đâu. Và thời gian càng trôi đi thì cái giá trị của CRU lại càng tăng. Và thời gian trôi đi thì cái thời gian chúng ta còn, mỗi một ngày trôi qua là chúng ta mất đi một ngày của cuộc đời, đúng không ạ? Và nếu như từ ngày hôm nay chúng ta đã nắm bắt cơ hội này, chúng ta đã nắm bắt cái cơ hội để chúng ta được học, cơ hội được có thêm nhiều kiến thức và cơ hội được sở hữu những cái điểm CRU đẳng cấp, thì các anh chị em hãy cố gắng nắm bắt ngay từ bây giờ. Còn ngoài ra ấy, thì chúng ta còn có một cái giường cột thứ ba vô cùng giá trị, thì chúng ta sẽ được chia sẻ vào ngày thứ hai và thứ ba hàng tuần. Và thực sự là hôm nay Phương Ly rất là cảm ơn tất cả mọi sự đóng góp. Cái livestream này của Phương Ly là chỉ là bất ngờ thôi. Ngày hôm qua Phương Ly mới mong muốn, bởi vì tại sao? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là chúng ta hết cái cơ hội cho những cái người nghèo mà có thể sở hữu nhiều nhất điểm CRU, đúng không ạ? Và chính vì điều này Phương Ly khao khát tất cả các anh chị em, những ai mà đã nắm bắt được cái cơ hội này, những ai mà đang sở hữu điểm CRU này, chúng ta hãy mạnh mẽ lên. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ ngày đêm cái cơ hội này đến mọi người để cho nhiều người hơn nữa được sở hữu những điểm CRU, và đồng nghĩa với việc là nhiều người hơn nữa sẽ được nắm bắt những cái kiến thức vô cùng giá trị. Và em Jen là một nữ tướng rất là tuyệt vời, và câu chuyện của em thì thật sự hôm nay chị mới nghe. Chị cũng chưa nghĩ được là cuộc sống của em ngày xưa nó lại vất vả như vậy. Nhưng mà đúng rằng là mọi thứ đều là Thượng Đế an bài chúng ta như vậy. Thượng Đế cho chúng ta cuộc sống khó khăn để cho chúng ta mạnh mẽ hơn.
Tất nhiên với những người tích cực thì chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn và chúng ta vượt qua được mọi sóng gió của cuộc sống. Và chính vì điều đó, em Jen đã nắm bắt cái cơ hội này ngay từ lúc đầu của cái chương trình Crypto Unit. Và từ đó đến bây giờ, em Jen không ngừng tin tưởng và chia sẻ cơ hội đến nhiều người. Jen là một người phát triển, chia sẻ cơ hội được rất là nhiều người Việt Nam và thậm chí là người Australia. Và các anh chị ở đây, Phương Linh muốn nhấn mạnh một điều là như thế này ạ. Khi mà qua cái cuộc khảo sát về cái tình hình nắm bắt về cái kiến thức tài chính trên thế giới đó, thì những cái quốc gia mà họ nắm bắt được những cái kiến thức đó thì đó đều là những quốc gia giàu có, đúng không ạ? Và như vậy chúng ta không chỉ là những cái người chia sẻ cho mọi người để được sở hữu những cái điểm CRU đâu, đó chỉ là quà thôi. Nhưng bên cạnh đó, những cái giá trị mà chủ tịch của chúng ta, người thầy của chúng ta muốn trao cho mọi người, đó chính là mọi người phải biết được những cái kiến thức căn bản đó để chúng ta quản lý được cái tài chính của mình. Tại sao có những gia đình làm cả một tháng mà cuối cùng chi tiêu vẫn không đủ? Tại sao mà có những cái gia đình mà chúng ta có thu nhập rất là cao? Vì thu nhập cao nên chúng ta bắt đầu đi vay tiền ngân hàng để chúng ta sở hữu tiêu sản, mua những ngôi nhà lớn để chúng ta dùng và chúng ta phải trả góp, trả nợ cho ngân hàng mỗi tháng 15 năm, 20 năm, thậm chí 35 năm. Và như vậy cả cuộc đời của chúng ta sẽ chỉ đi làm việc và thế nào ạ? Cho cuộc sống của chúng ta và đi trả nợ ngân hàng. Nhưng nếu như chúng ta học những cái người mà giàu có, học những cái người có tư duy triệu phú. Tại sao Vương Linh nói là tư duy triệu phú? Ai sinh ra đâu phải là triệu phú đâu ạ. Mọi người sinh ra đều giống nhau mà, đúng không ạ? Và có những cái người triệu phú, Phương Ly rất là tâm đắc, họ sinh ra trong gia đình cực kỳ nghèo khó. Nhưng họ nắm bắt được cái quy luật là gì ạ? Họ làm việc để kiếm ra tài sản. Nhưng chúng ta thì sao? Bản thân Phương Ly trước đây cũng thế thôi. Phương Ly làm việc để mua tiêu sản. Và cái tiêu sản thì nó sẽ lấy tiền của mình đi và chúng ta có thể trả nợ cho nó. Còn tài sản thì sẽ cho chúng ta nhiều hơn nữa tài sản, đúng không ạ? Và Phương Ly khẳng định một điều rằng là dù ở bây giờ các bạn đang là sinh viên giống như một bạn Đậu Duy Đức, bạn Đức ở Việt Nam, đúng không ạ? Chị tin tưởng rằng là em sẽ là cái người triệu phú trẻ tuổi nhất ở Việt Nam trong một thời gian gần nhất. Và chúng ta đang là những người công nhân vất vả thì chúng ta hãy cố gắng dành một chút thời gian của mình tham gia vào các khóa học thứ 3, thứ 5 hàng tuần. Và hãy đón nhận những cái điểm CRU và chúng ta hãy kỷ luật với cái tài chính của mình. Thật sự thì có rất là nhiều người nói rằng trời ơi, ngày xưa em lương thấp lắm, em vẫn đủ sống. Nhưng tại đến lúc mà em lương tháng em hàng mấy chục triệu, em vẫn thấy mình nợ nần, vẫn thấy mình thiếu thốn. Đó là tại sao ạ? Đó là chúng ta cứ sống theo cái mức sống của chúng ta và chúng ta quên mất một điều rằng là chúng ta không có kế hoạch về tài chính. Bởi vậy, các cụ có câu rằng là ở ống thì dài mà ở bầu thì tròn, đúng không ạ? Nhưng cái ống đó và cái bầu đó chúng ta cũng phải có cái kế hoạch cho nó thì chúng ta mới có một cái ống tuyệt vời và một cái bầu tuyệt vời cho chúng ta. Và Phương Ly khẳng định rằng là tham gia vào chương trình Crypto Unit đó chính là chúng ta đang tham gia vào cuộc cải cách nền kinh tế thế giới. Và chúng ta, bất kỳ ai đã là thành viên của New, chúng ta hãy hành động luôn. Chúng ta hãy thực hiện sứ mệnh của mình đi. Chúng ta đừng có nằm yên ở đó. Chúng ta đừng có giữ cơ hội đó cho riêng mình, chúng ta phải chia sẻ cho mọi người để mọi người tiếp cận được đến cái cơ hội này và mọi người nắm bắt. Trước khi mà Phương Ly kết thúc cái live stream của mình, thật sự Phương Ly muốn hét thật lớn. Chỉ muốn hét làm sao để cho mọi người ở xa Phương Ly cũng nghe thấy, để mọi người hãy lắng đọng một chút về cái cơ hội này. Nhưng bây giờ thì Phương Ly nhường lời lại để gửi gắm những cái lời chào tới tất cả các cô chú anh chị em để kết thúc cái live stream này ở đây. Chúng ta bắt đầu quay trở lại với chị Tuyết. Chị Tuyết có thể dùng 1-2 phút để có thể gửi lời chào tới mọi người. Và tất cả các anh chị hãy cố gắng, chúng ta hãy nghe hết cái live stream này ở đây để nghe tiếp những cái sự lời gửi gắm của mọi người tới chúng ta và tới những người đã và đang sở hữu và những người sắp sở hữu nha. Em mời chị Tuyết ạ. Vâng, xin chào cả bạn em. Có cái buổi live stream này, đặc biệt ở quê ở Việt Nam của chúng tôi là đã nhất, đặc biệt nhất là ở Hải Lăng đã mất cơ hội tháng 11 năm 2019 thì nay là cơ hội đã đến, thì mong tất cả bà con, anh chị em, cô bác, chú gì suy nghĩ lại và nắm bắt cơ hội kịp thời
trong vòng từ nay đến ngày 14 tháng 7 thì còn 3 ngày nữa thôi là hết. Cho nên mong tất cả mọi người sẽ cố gắng gặp lấy thời cơ, nắm bắt thời cơ kịp thời để dành cái tài khoản nhất định của mình trong tương lai. À, và cuối cùng cũng xin chân thành cảm ơn các cô, các chú, các bác, các anh, các chị và tất cả các em. À, buổi live stream của chúng ta sẽ đến hồi kết thúc. Và xin chào và hẹn gặp lại. Em cảm ơn chị Tuyết ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều và chắc chắn rằng là trước khi mà chuyển cái chia sẻ cái lời chào của Gen tới mọi người thì Phương Ly muốn nhắc nhở một điều là chúng ta sẽ có những cái buổi đào tạo về thuyết trình về ngày thứ hai, thứ ba và thứ năm. Chúng ta sẽ có đào tạo về kiến thức đầu tư và kinh doanh. Thứ tư thì chúng ta sẽ có cái live stream. Thứ tư thì Phương Ly sẽ điều khiển live stream vào các thứ tư hàng tuần. Chị Cẩm Nhung sẽ điều khiển cái live stream vào chủ nhật hàng tuần. Và thứ sáu hàng tuần thì chúng ta sẽ có những cái buổi học vô cùng giá trị về cái vấn đề phát triển kinh doanh của chúng ta. Và thứ bảy thì chúng ta lại tiếp tục có những cái chương trình của tập đoàn đào tạo chúng ta. Chúng ta có những cái thực sự là một tuần chúng ta sẽ có rất là nhiều kiến thức để chúng ta có thể được nắm bắt. Bây giờ thì chị xin mời em Gen. Chị mời em. Cảm ơn chị Lily. Trước khi Gen kết thúc live stream, Gen muốn nhắn nhủ lại tất cả anh chị em đang xem cái live stream này, chia sẻ ra thật nhiều để bà con cô bác, chia sẻ ra những người nghèo cơ hội qua đi rồi sẽ không còn nữa, để lại những cái hối tiếc, nhất là những cái giai đoạn đầu. Bây giờ chúng ta có mong muốn trở lại cũng không được nữa rồi. Hãy chụp lấy nó, bám víu vào nó, và cũng chính nó sẽ cứu cuộc đời của anh chị em. Đừng nản lòng, tập cho mình cái tính kiên trì và giữ vững cái niềm tin. Không còn lâu nữa đâu anh chị em. Chính nó sẽ làm cho anh chị em mỉm cười. Cũng chính nó sẽ cứu rất là nhiều cái gia đình trên đất nước Việt Nam này. Trên mong muốn những ai còn đang sống cái cuộc sống nghèo khổ, đừng có thất vọng. Đặt cái mục tiêu mình ra, mạnh mẽ lên, tiến thẳng về phía trước, cho mình cơ hội. Ít hay nhiều cũng đã cho mình cơ hội, và biết đâu nó sẽ cứu cả cuộc đời anh chị em. Xin chúc cho cộng đồng của chúng ta ngày càng vững mạnh, và trong tương lai không xa, chúng ta là những người rất là thịnh vượng. Tương lai của anh chị em sẽ rất là tươi sáng. Chúng ta không có giỏi, nhưng chúng ta đi theo những người giỏi. Chúng ta đi theo một thiên tài của tài chính của thế giới. Chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng sái rất là nhiều. Xin chúc mừng anh chị em. Xin chúc cho anh chị em có một buổi tối thật là an lạc. Hãy tự tin vào. Và Gen chắc chắn một điều rằng không những cộng đồng chúng ta mà ở nước ngoài, những nước tư bản bây giờ họ rất là phấn khích. Và các anh chị em hãy an tâm, những gì mình đã chọn, vẫn bước đi, đừng nản lòng. Gen lúc nào cũng ở bên anh chị em để tạo động lực, để cho anh chị em tiếp tục nắm tay nhau và đi đến cánh cửa tự do về tài chính. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em với những buổi live stream tiếp theo. Xin cảm ơn anh chị em, cảm ơn chị Lily Đỗ, cảm ơn chị Tiết và anh chị em ạ. Cảm ơn Gen rất là nhiều. Còn em Mai có lời nhắn nhủ gì cho tất cả các bạn trẻ và tất cả mọi người trên khắp thế giới không em? Và chị tin tưởng là Mai sẽ ngày càng khẳng định cái niềm tin của mình và giúp cho nhiều người hơn nữa. Đừng sợ những câu trả lời không,
đừng sợ bất kỳ kiểu điều gì, hãy nhận cho chị ít nhất là 100 câu trả lời không mỗi ngày và biến nó thành câu trả lời có ha. Xin mời em Mai. Mở mic lên đi ạ. Mai mở mic lên đi em. Alo. Nghe được không? Vâng. Vâng thì em cũng muốn gửi lời đến tất cả các anh chị là chỉ còn mấy ngày nữa thôi, cơ hội không còn nhiều nữa, chỉ với 250.000 thì anh chị hãy bớt uống một cốc cà phê hoặc là bớt mua một cái áo hay quần. 250.000 hiện tại thì thật là nhỏ, nhưng sau này chúng ta sẽ có một khoản thật là lớn cho gia đình. Và hãy tin tưởng ở chính bản thân mình, hãy cho mình một cơ hội. vâng thôi. Em Mai là sáng ngày hai chị em nói chuyện thì mạnh mẽ lắm, và em đã hứa với chị Phương Ly là em sẽ cố gắng từ giờ đến ngày 14 tháng 7 này, em sẽ giúp cho rất là nhiều người nữa để nắm bắt được cái 350 điểm CEDU này, và chị tin tưởng là em sẽ làm được. Và chắc chắn rằng là nếu như mà em cần có sự hỗ trợ của tất cả các anh chị ở trong này để có thể giúp cho em chia sẻ đến mọi người, em hãy nhắn cho chị và chị sẽ kết nối giúp em nhé. Và chị cũng gửi lời đến em Đức một chút xíu, và em Đức có thể nhắn nhủ với tất cả các cô chú anh chị em ở đây để chúng ta có, trước khi chúng ta kết thúc cái live stream này, để cho chúng ta có thêm sức mạnh và truyền lửa, truyền sức mạnh cho nhiều người hơn nữa ở đây ha. Chị mời em Đức. Vâng ạ. Rất cảm ơn chị Lily Đỗ và tất cả các anh chị đã có trong buổi live stream ngày hôm nay. Thì em không biết nói gì hơn, thì cũng thứ nhất là hãy các anh chị, thứ nhất hãy tích cực nắm bắt thêm những thông tin về tập đoàn, cũng như là hãy tìm hiểu những nguồn thông tin chính thống từ tất cả các anh chị trong đội ngũ mà hướng dẫn cho chúng ta về tất cả những thông tin. Và hãy tranh thủ tận dụng cái cơ hội mà chúng ta đã được tiếp cận từ ngày mai đến đi, khi các anh chị đã nghe trong live stream ngày hôm nay, thì hãy tìm hiểu một chút về cái cờ vua chúng ta là gì, đúng không ạ? New của chúng ta là gì ạ? Tại sao chúng ta lại có sức mạnh đến như thế? Và chúng ta hãy lan tỏa cái điều đó đến tất cả mọi người, để chúng ta có một cái cơ hội tiếp cận cho chúng ta một cuộc sống, một tương lai thịnh vượng hơn. Xin cảm ơn tất cả anh chị. Và xin gửi lời chào tới tất cả các cô chú anh chị đã kiên nhẫn để theo dõi cái live stream từ ban đầu đến bây giờ. Và chắc chắn rằng là món quà rất là vĩ đại dành cho bất kỳ ai có sự kiên nhẫn đó. Và giống như những ai mà đã từ lúc ban đầu chúng ta sở hữu những điểm CEDU đến bây giờ, là chúng ta đã có được những cái điều cực kỳ giá trị rồi, đúng không ạ? Và Phương Ly tin tưởng rằng là có sự kiên nhẫn, có sự kỷ luật, và chúng ta có một cái tư duy tốt cộng với tự cho chúng ta một cái cơ hội, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được rất là nhiều cái sự thành công trong tương lai. Và trước khi cái kết thúc live stream này thì Phương Ly có thích một cái câu nói mà Phương Ly cực kỳ tâm đắc. Đó là nếu như bạn muốn có những cái gì mà bạn chưa có, thì bạn hãy làm những cái gì mà bạn chưa bao giờ làm. Và chúng ta, nếu chúng ta đang muốn có cái gì mà chúng ta chưa có, thì chúng ta hãy phải làm những cái điều mà chúng ta chưa bao giờ làm nha. Bây giờ thì Phương Ly cùng với tất cả các anh chị em cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị, và chúc cho chúng ta mỗi một ngày thật là nhiều năng lượng, mỗi một ngày thật là nhiều hạnh phúc. Và hãy mỗi một ngày hôm nay sẽ là một cái viên gạch vững chắc cho ngày mai, để chúng ta sẽ xây dựng một cái nền tảng vững chắc cho ngày mai, với một niềm vui lớn lao hơn, với một cuộc sống ý nghĩa hơn, với một nền tảng tài chính tuyệt vời hơn, và chúng ta sẽ có được một cuộc sống vô cùng ý nghĩa. Phương Ly xin kết thúc cái live stream này ở đây ha. Xin chào tạm biệt tất cả nhà mình. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye.